Hello, xin chào các bạn nhá. Mọi người vào chúng ta sắp sửa học rồi này. 5 phút nữa chúng ta bắt đầu học nhá. Nào, tăng các bạn vào học đây nào Để tiện một lần live stream luôn Cái thằng Đạt Nguyễn kia Quen thế nhở À không, không quen đâu Thì hôm nay chị sẽ Chuẩn bị tí giờ khoảng tầm 2-3 phút nữa Chị sẽ chữa cho các bạn những cái Bài nhầm nhất trong sách bài tập Sau đó thì chúng ta sẽ làm đề Và À, và à, sau khi làm đề xong thì chị sẽ chữa một lượt từ sách bài tập đến hết từ chung một đến hết chương 3 cho các bạn tức là chị sẽ chữa xong tức là đầu tiên là chữa một vài bài dễ nhầm trong này thôi sau đó thì chị sẽ bắt đầu chữa đến uh, chữa đến đề chữa hết đề xong chị sẽ quay lại chữa sách bài tập cho các bạn tiếp

Rồi thôi chúng ta học nhé à, Thì nếu bạn nào mà chưa xem cái video Cái video buổi 1 ấy Chị có hai buổi live stream kỹ thuật điện rồi Nếu mà bạn nào không xem cái video buổi 1 ấy Thì các bạn không học được video này đâu nhé Tại vì các bạn chưa có kiến thức cơ bản Nhưng nếu mà các bạn có kiến thức cơ bản rồi Thì các bạn cũng không cần xem lại video buổi 1 đâu Nhưng mà chị khuyên là các bạn nên xem lại Để các bạn chắc được cái kiến thức cơ bản Sau đó thì làm một số bài tập trong này Thì hôm nay chị sẽ chữa cái bài 2.4 1 là bài 2.4 này. 2 là bài 2.5. Là những cái bài nó có những trường hợp rất là dễ nhầm. Thứ ba là bài 2.12. Chúng ta để chị xem đã. À 2.2.5. 2.2.5, 2.7 đi. 2.7. 2.12. à 2.12. 2.12 không cần phải làm đâu, nó cũng gần gần giống dạng kia. Tiếp theo là bài 2.15 à. 2.15. Và bài 2.19. À sách bài tập sau đó thì chúng ta sẽ chữa đề nhé. Chúng ta chữa tạm thời 1 2 3 4 5 5 bài này. Sau đó thì chúng ta sẽ chữa đề nhá. Thì đầu tiên chị sẽ vào bài 2.4. Các bạn nhớ nhá, bạn nào chưa xem thì phải xem lại cái video buổi 1 đấy, chứ không các bạn nhầm hết cả các trường hợp lên với nhau. Bài 2. thôi bài 2 xem mày 2.3 lên chữa nữa không nhỉ không phải 2.3 không cần chữa đâu 2.3 các bạn lên tham khảo video ở trên YouTube của chị nhé bài 2.3 này, này ui chết rồi ơ nó bị làm sao ấy ở đây rồi, nó bị quay cam uh, Nhưng mà các bạn chưa học hết trường 3 <laughs> Em học hết trường 3 các em, chưa ở trên lớp có thể học hết chương 3 Nhưng bây giờ mình phải ôn tập để làm được đề thi chứ uh, Thì đầu tiên chị sẽ chữa bài 2.4 nhé Bài 2.4 thì đây là những cái bài mà cơ bản nhất mà các bạn cần phải học Tại vì nó có những trường hợp, ví dụ như bài 2.5 Thì chị muốn nói với các bạn phân biệt đoạn mạch và Um, gọi là uh, đoạn mạch và hở mạch thì là như thế nào, nó khác nhau cái gì. Còn uh, còn các bài còn lại thì nó tương tự như nhau. Đến lúc chị chữa chị sẽ bỏ đi một vài bài hoặc các kiểu đi nha Đầu tiên là bài 2.4. Thì đi thi nó cũng giống như thế này thôi. Đi thi nó y như vậy. Đi thi thì đầu tiên là người ta cho bốn đáp án và cái công việc của các bạn là làm thế nào để tìm ra được uh, các đáp án này bốn đáp án này phải tìm ra phải tìm ra một đáp án đúng hoặc là một đáp án sai nói chung là phải tìm ra phải viết cách giải thích tìm ra cho cho thầy thấy là các bạn làm đúng đó thì bài này nó như thế này r nhá xc và chị muốn nói là ở đây thì chị dạy chủ yếu ấy là cho những bạn không biết gì cho đến những cái bạn biết vừa vừa và đi kèm cái các cái bạn mà Kiểu học tốt rồi ấy Thì chị nghĩ là mấy bài này nó đơn giản lắm Thì các bạn không cần làm nữa Bây giờ các bạn làm đề luôn Còn những bạn không biết gì thì cố gắng xem video này Thì các bạn sẽ nắm được những cái kiến thức cơ bản Nó quan trọng nhất để các bạn làm được bài Đầu tiên nhá Chị sẽ không viết lại đề nữa đâu Người ta cho Y bằng 4A Tức là cái thằng Y này này Bằng 4A được chưa ạ U bằng 220V Y bằng 4A U bằng 220V và xc bằng 40 ôm Và người ta hỏi mình là tìm r và tìm b Tìm b Tìm r và b bằng bao nhiêu Được chưa ạ Thì chúng ta sẽ tìm được những thứ như sau uhm, Từ các bạn học cách suy luận nhé Các bạn học cách suy luận thì các bạn sẽ ra được luôn này Đầu tiên các bạn có ui Từ u và i đúng không ạ Đầu tiên chị sẽ tính p trước nhé Sau đó chị sẽ tính r Các bạn tìm cái gì trước cũng được Uh, từ U từ u và Y Các bạn sẽ tính ra được S đúng không ạ Từ U và Y để bài cho các bạn sẽ tính ra được S Được chưa Các bạn phải làm một cái uh, Các bạn tư duy dần nhé Sau đó thì từ Y và XC Từ Y và XC Tại sao Đây Y đây Y Y chạy qua R cũng bằng Y chạy qua XC Tại vì mạch chúng ta là mạch nối tiếp Lên dòng điện qua các phần tử là như nhau thì từ y và xc các bạn sẽ tìm ra q c và các bạn nhớ lần trước chị dạy mở lại vở lần trước vào xem chị có dạy là q thì sẽ bằng ql cộng qc đúng không ạ q chúng ta sẽ có q sẽ bằng ql cộng qc à, đúng không ạ để công thức người ta cho như thế này nhưng mà tuy nhiên các bạn nhìn đến trên này các bạn sẽ thấy không có phần tử l đúng không ạ nên ql sẽ bằng không và q chỉ bằng qc thôi để chưa? Và QC này cũng chính là bằng Q luôn. Từ Q và à, từ Q và S, chúng ta sẽ tìm ra được P. Theo hình tam giác ấy. Theo hình tam giác đây này. Chúng ta có S đúng không ạ? P và Q. Được chưa? Và chúng ta có cạnh huyền rồi. Chúng ta có cạnh góc vuông rồi thì chúng ta sẽ tìm ra cạnh góc vuông còn lại là P. Tiếp theo là các bạn sẽ có các bạn sẽ tìm từ U và Y Các bạn cũng sẽ tìm được ra Cái này này Cái tổng trở số thực này này Tại vì sao chị biết là tổng trở số, số, số thực Tại vì thứ nhất là ở đây Các bạn sẽ không thể có góc lệch pha là bao nhiêu Thì nếu mà các bạn có góc lệch pha Các bạn cứ tính Z như bình thường Nhưng mà ở đây các bạn không có góc lệch pha Nên các bạn tính cho chị tổng trở số thực Là ba xoắn nhá Từ tổng trở số thực này Và XC Kết hợp với XC thì các bạn sẽ tìm ra được R. Tại vì do chúng ta cũng có một cái tam giác là R, XC và Z. Đó, được chưa? ạ Và chúng ta cùng làm nhé. Đấy, khi đi thi thì các bạn cũng lên vạch các cái này ra. Tại vì khi mà các vạch các bạn vạch ra được các cái thứ mà mình định làm thì các bạn sẽ giải nó rất là nhanh. Thứ nhất nhá, các bạn mình sẽ tìm S. Nào, S sẽ bằng gì? U nhân Y Được chưa? U là sẽ bằng 220 nhân với 4 là bằng bao nhiêu nhỉ? 8 200 à 220 200. 200 thôi. Đề bài cho 200 nhé, chị viết nhầm đề bài. 200. 200 nhân 4 là 800. À và đơn vị của S U là đơn vị là V, I là đơn vị là A. Do vậy S có đơn vị là V A. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính Q. Tính S rồi không? Tính Q. Q sẽ bằng QL cộng QC. QL ở đây không có phần tử L nên QL sẽ bằng 0. QC có cộng QC thì lại bằng là gì? Trừ y bình phương nhân x thì C. Đúng chưa? Đây, dòng điện chạy qua R sẽ bằng dòng điện chạy qua XC. Do vậy chúng ta sẽ bằng là trừ y bình phương nhân x thì C. Tại sao chúng ta có dấu trừ? Tại vì góc lệch pha giữa U và Y là trừ 90 độ. Do vậy mà QC có dấu trừ, được chưa? Và bằng Y là bằng bao nhiêu? 4 x 40 Trừ 4 x 40 Bằng Các bạn nên nhớ là SP và Q đều là lấy số thực nhé Dòng điện cũng là dòng điện thực Trừ Trừ 4 bình phương x 40 Bằng trừ 640 VAR Tiếp theo là từ SP từ SQ đúng không? Tính ra chúng ta tính ra P. P sẽ bằng căn của S bình phương trừ đi Q bình phương. Bằng căn S là bằng bao nhiêu? S là bằng 800. Trừ đi trừ 640 bình phương. Đây, đây cũng là một lỗi sai của các bạn. Mấy ông kiểu Kiểu thi học nhầm ấy nhá. Chị rất thấy rất buồn, rất buồn cười. Học giải tích một họ thi toán vào đại học. Điểm rất cao. Tự dưng đến lúc mà bắt đầu gặp những cái này. Các bạn... Chị thật sự là năm ngoái chị gặp những trường hợp như thế này. Chị đi học ọp nhá. Chị dạy ọp ấy. Là có một lớp. Là các bạn ý bấm như thế này. Là 800. Trừ trừ thành cộng. À, cộng với 640. Bình phương. Đó thế này cơ chứ nó không phải là thế này hiểu không tức là các bạn ý các bạn ý để cái dấu trừ này ra ngoài này chứ không phải để vào trong như thế này đó thì cũng là một lỗi sai nhé trừ đi 640 bình phương và chúng ta được 480 công suất thì đơn vị là watt từ sp và q là tính ra được một thằng đầu tiên đúng không ạ đến tiếp thằng thứ hai tính r nhé nào từ U và Y các bạn sẽ tính ra tổng trở số thực Đúng không ạ? Ta có tổng trở số thực là chính là cái Z của mình ấy Z là tổng trở ấy Thì R đúng không? Chị gọi là đơn giản là như kiểu cái điện trở đấy nhá Điện trở sẽ bằng U nhân Y đúng không ạ? Tổng trở sẽ bằng U nhân với Y À đâu nhầm sẽ bằng uh, U chia cho Y chứ à, uh, R bằng U trên Y mà Rồi thì tổng trở số thực chúng ta sẽ có 200 chia cho 4 thì sẽ bằng 20 trừ 4 bằng 5, 50. Uh, omega, à omega, Anh nhầm cái 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 ôm. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm ra được R phụ thuộc vào tam giác này. Tam giác vuông này này, được chưa? Thì uh, R sẽ bằng là tổng trở bình phương trừ đi XC bình phương. Nào, R sẽ bằng căn của tổng trở bình phương trừ đi XC bình phương và càng căn của 50 bình phương trừ đi xc xc sẽ bằng 40 bình phương và bằng 50 40 còn 10 ở à, đâu nhiều? Nhiều nhỉ bao nhỉ 30 345 đúng không ạ 345 ờ ô đó thế là chúng ta đã tìm ra r và p và các bạn sẽ nhìn thấy đáp án của chúng nó à, của bài này đấy chính là đáp án số 4 được chưa nào các bạn có câu hỏi gì cho bài này không ạ bài này thì là một bài khá là dễ thôi thì chị cho các bạn làm quen với các cái uh, các cái um, các cái um, bài tập liên quan đến uh, chương 2 những cái bài đơn giản đầu tiên thôi. Xong bài số 5 là cái bài mà chị yêu cầu các bạn cần phải phân biệt được cho chị nhé. Cái bài số 5 này là một bài rất là quan trọng. các bạn có câu hỏi gì không ạ alo, các bạn thấy bài này ok chưa ạ? Các bạn comment càng sớm thì các bạn càng học được nhiều môn nào chị cũng thế thôi. Các bạn không hiểu thì các bạn bảo chị giảng lại. Còn nếu mà các bạn cứ như thế này thì chị sẽ đợi đợi các bạn cho đến khi nào các bạn comment và các bạn càng đợi lâu thì thời gian của các bạn càng ít và chị sẽ dạy được càng ít cho các bạn. Ok chưa? Rồi nhá. Chúng ta xong bài 2.5. Là một cái bài khá là hay. Nó yêu cầu các bạn cần phải hiểu hiểu cái bản chất của cái hiện tượng trong này. Bài 2.5. Đây, bài 2.5 đây ạ. Chắc bây giờ ai cũng có sách bài tập rồi chứ. Nào, chúng ta sẽ có một đồ một cái hình như thế này. Đây là L và đây là C đây là u đây là i r đây là il và đây là ic thì bài này người ta cho các thông số như sau điện áp đầu vào u là 220 r bằng 20 xl bằng xc bằng 10 ohm tính các giá trị à, tính ba cái dòng này tính ba dòng này có nhá u bằng 220 r bằng 20 ohm và xl sẽ bằng xc và bằng 10 ohm rồi thì chúng ta sẽ tính ba cái dòng này. Thì để làm cái dạng mà các bạn cứ nhớ cho chị là cứ gặp cái dạng mạch mà có các cái dạng song song như thế này này. Các cái ví dụ một cái các cái nhánh song song như thế này. Thì bước đầu tiên các bạn cần phải làm là tính cho chị cái Z song song. Và chị gọi cái Z song song ở đây là ZLC song song nhá. Được chưa? Đầu tiên là các bạn cứ tính cái tổng trở song song đi thì chị gọi cái tổng trở song song ở đây gọi là tổng trở lc song song tổng trở lc song song bằng cái gì bằng chúng ta sẽ được bằng là zl nhân zc chia cho zl cộng zc tại sao chị được cái công thức này các bạn nhớ cho chị nhé cái lúc mà chị dạy chị dạy bài trước ấy chị có dạy một cái công thức thế này chúng ta trong một đoạn mạch ab đúng không ạ và B. Chúng ta có hai địa trở R1 và R2 thì R tương đương tức là R toàn mạch ạ thì sẽ bằng R1 nhân R2 chia cho R1 cộng R2. Đây là công thức song song, đoạn một của đoạn mạch song song với hai điện trở thì chị hôm trước chị đã tính rồi. Thì cái điện trở, cái tổng trở này nó cũng chính là cái này thôi. Cái thành phần R nó chính là cái thành phần một thành phần trong tổng trở này. Thì các công thức của tổng trở thì đều áp các công thức của điện trở thì đều áp dụng được cho tổng trở nhé nào zl của chúng ta thì sẽ bằng zxl zc của chúng ta sẽ là trừ zxc chia cho zxl trừ đi zxc và bằng 10z nhân với trừ 10z chia cho 10z trừ 10z và các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ ra được là 100 chia cho 0 và 100 chia cho không đúng không ạ? Và các bạn sẽ thấy là khi mà là 100 chia cho không ấy thì khi mà là 100 chia cho không ấy thì là một phân số mà có mẫu số bằng 0 thì phân số đó gọi là phân số không xác định. Hay cái thương này này, cái 100 chia cho không này này nó sẽ ra một kết quả bằng vô cùng. Nói chung là nó không xác định, được chưa ạ? Thì chị cứ viết như thế đã, xong tính sau. Bây giờ nhá, chị sẽ vẽ lại mạch. Chị vẽ lại mạch. Đến cái lúc mà các bạn kiểu thạo rồi thì các bạn không cần phải vẽ lại nhưng mà bây giờ là chúng ta mới là những cái bài đầu tiên nên chị muốn cho các bạn hiểu sâu. So. Đây, các bạn sẽ được rất LC song song. Đây là U đúng không ạ? Đây là I. Đây y LC song song nhá. Được chưa? Thì do đoạn mạch là nối tiếp đúng không ạ? Thì tại chị chị ghép hai cái đoạn này này vào thành một cái ZLC song song và chị đặt tên cái hai cái hai cái đoạn LC song song này thành một cái ZLC song song và ZLC song song này sẽ có dòng điện ILC song song chạy qua. Được chưa? Do mạch mắc nối tiếp. Nối tiếp nhá. Nên Chúng ta có y toàn mạch sẽ bằng y chạy qua r và bằng y l C song song. Được chưa? Và chúng ta có gì? Chúng ta có y toàn mạch. Y toàn mạch này này. Thì sẽ bằng u toàn mạch chia cho z toàn mạch. Đúng không ạ? Cái, cái toàn mạch thì nó phải chia cho tổng trở toàn mạch thôi. U toàn mạch chúng ta sẽ được là 220. Tổng trở toàn mạch sẽ bằng R cộng với ZLC song song và bằng 220 chia cho R cộng với ZLC song song là bằng vô cùng. Vô cùng. R là chúng ta có 20. Đó thì chúng ta lúc này sẽ nhận ra một điều là 220 chia cho 20 cộng với vô cùng làm cái mẫu số là một cái số vô cùng lớn đúng không ạ? Nó không xác định thì tử số xác định mẫu số không xác định thì à, à, mẫu số là một số quá lớn 20 nó một số rất là nhỏ thôi nó cộng với một số quá lớn thì nó vẫn là lớn và tử số quá nhỏ hơn mẫu số nhỏ rất là nhiều thì chúng ta sẽ được y này sẽ bằng không ampe rồi bây giờ các bạn cho chị biết là cái trường hợp nào trong thực tế mà các bạn biết là cái z nó tổng trở cái trở nó bằng vô cùng mà dòng điện qua trở lại bằng không nào cái trường hợp nào các bạn cho chị biết đi cái trường hợp nào trong thực tế mà các bạn gặp được cái này bằng vô cùng này tức là cái điện trở nó bằng vô cùng nhưng cái y dòng qua y thì nó lại bằng không đây là trường hợp nào nó rất là thực tế với các bạn Nào các bạn thử comment cho chị biết một cái ví dụ nào mà các bạn thấy là như như cái cách các bạn tính như thế này đi. Nào trường hợp nào nào. Chị sẽ phân biệt cho các bạn hai cái trường hợp mà các bạn hay nhầm nhất trong thực tế mà các bạn chị không hiểu tại sao các bạn nhầm được luôn nhưng mà thực sự là nó rất là gần. Và đi thi nó cũng có. cái gì mà vôn kế không chị hỏi là uh, chị hỏi là cái trường hợp nào trong thực tế mà các bạn <laughs> không phải mất điện đúng cháy cầu trì cũng là một hiện tượng cái gì nữa ạ thì cái cháy cầu trì là hiện tượng gì nào bản chất của cái cháy cầu trì là hiện tượng gì tại sao nó cầu trì lại cháy à, cháy cầu trì xong thì thế nào các bạn um, có biết uh, các bạn cho chị hỏi là cái trường hợp mà chị đang livestream này này chị chỉ có hai điều nói với các bạn thôi thế các bạn có biết là cái công tác không công tắc nó đóng ở mạch mạch điện ấy, nó là cái gì không? đó chính là dựa trên cái hiện tượng này, đúng không ạ? và chúng ta sẽ có hai cái trường hợp mà các bạn cần phải phân biệt cho chị nhá, đúng rồi chúng ta sẽ có hở mạch, hở mạch và đoạn mạch hay còn gọi là ngắn mạch. hở mạch là gì? hở mạch là như một cái công, đây là một cái đèn nhá đây là cái nguồn e nguồn e và đây là một cái công tắc ờ đây là một cái ờ thấy câu trì chỉ... hở mạch thì mới là đúng nhá đoạn mạch là sai các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thấy này như thế này này hở mạch ấy thì cái trường hợp hở mạch nó như một cái công tắc thôi được chưa ạ và khi mà cái công tắc các bạn mở cái công tắc mở ấy, thì tức là điện trở qua đó Z bằng vô cùng tức là gì nó cản trở hoàn gần như là hoàn toàn dòng điện được chưa nó cản trở gần như hoàn toàn dòng điện luôn ừ, gần như hoàn toàn dòng điện lên các bạn khi mà các bạn mở công tắc thật ra cái trường hợp này chị nói nó cũng chỉ là nó cũng chỉ là lý tưởng nữa nhé cái trường tuy nhiên thì trong thực tế các bạn sẽ thấy là à, ví dụ như là có những nhà ấy mà họ sửa điện ấy mà họ ví dụ chị, chị thay bóng đèn ở cái chỗ này chị thay bóng cái bóng đèn này nhé bóng đèn này bị hỏng chị thay mà các bạn chỉ có ngăn nguyên cầu ngăn nguyên công tác ấy thì nó vẫn có thể bị giật tại vì do người ta sẽ đấu công tác vào cái dây lạnh tuy nhiên nếu mà các bạn uh, nếu mà các bạn uh, người ta đấu vào dây nóng thì không sao nhưng nói chung là các bạn không cần quan tâm cái đó Các bạn chỉ cần quan tâm là khi mà hở mạch ấy, Thì cái Z này bằng vô cùng Tức là cái trở bằng vô cùng Và cái dòng do trở bằng vô cùng Điện trở là gì? Các bạn lấy một thành phần điện trở thôi Điện trở là cản trở dòng điện Thì điện trở là một thành phần của tổng trở Thì do cản trở dòng điện Nó bằng vô cùng Thì dòng điện qua đó phải bằng không Được chưa? Nhưng các bạn phải lên nhớ là điện áp trong đó thì khác không nhá cái u nhưng cái u khác không chứ không phải là các bạn nghĩ là em lấy u bằng y nhân r là em lấy không nhân vô cùng bằng không đâu không phải thế nhá cái u ở đây nó vẫn còn tồn tại điện áp u sẽ khác không nhá chứ không phải bằng không đâu ạ khác không nhá còn cái đoạn mạch này này nào ai lấy ví dụ cho chị một trường hợp về đoạn mạch ngắn mạch nào đoạn mạch hay còn gọi là ngắn mạch ấy Đoạn mạch ngắn mạch à, ví dụ đi ví dụ thực tế đi là cái trường hợp nào mà mà gần gũi với các bạn nhất Ừ nhưng mà trường hợp nào là cái trường hợp mà Mà mạch không có điện trở Thật ra cũng không phải là không có điện trở Nó vẫn có nhưng nó rất là nhỏ Thì chúng ta coi gần như là nó bằng không Như trường hợp nào mà chị muốn nói trong thực tế cơ Các bạn suy nghĩ một chút đi Xem trường hợp nào mà chúng ta Chúng ta Không chị không muốn nói cái R bằng không Mới nhờ chị muốn nói là Cái trường hợp ngắn mạch nó là trường hợp gì tại sao người ta lại gọi nó là ngắn mạch? trời, ơi. <laughs> đúng rồi đúng rồi hai sợi dây dính vào nhau nhá, thì đơn giản như thế này này, các bạn có biết biện, điện giật đâu? điện giật mà chết đấy, điện giật này ví dụ chị có như thế này, chị có chị có một nguồn e như thế này và chỗ này chị lắp như thế này nhà nào nhiều tiền nó nắp như thế này được chưa? thì chẳng may gió gió lay cánh trúc la đà thì cái chỗ này cột hai dây điện vào nhau dính vào nhau thì cũng là hiện tượng đoạn mạch. cái thứ hai là hiện tượng bạn nào thất tình ấy thì thỉnh thoảng hay có hiện hay có báo đưa tin là giật điện chết đúng không? tức là cắm hai tay vào ổ điện. Ấy. đừng có đứa nào giật điện điện giật chết mà à điện à, thất tình mà cắm hai tay vào ổ điện nhá thì cắm hai cái trường hợp cắm hai tay ổ điện cũng là một trường hợp đoạn mạch được chưa tại vì các bạn làm cho ví dụ đây là hai cái pha nóng pha lạnh nguồn âm nguồn dương chẳng hạn nguồn âm nguồn dương của của mạch ở trong nhà nhé mà cắm hai tay dí hai tay ở đây thì nó cũng thế nó cũng giống như cái việc hai dây dẫn chập vào nhau được chưa nên cái trường hợp đoạn mạch và ngắn mạch là cái trường hợp nó rất là uh, nó rất là uh, nó rất là hay bị nhầm với trường hợp hở mạch được chưa tiếp theo nhé là chúng nếu mà đoạn mà nếu mà hở mạch ấy mà có Z bằng vô cùng chị chưa bàn đến Z nhá chị muốn so sánh cho các bạn u và y đã thì cái y ở trong đoạn mạch ấy người ta giật bị giật chết người ta bị giật điện nó giật chết bị kiểu bị bị giật điện giật chết ấy thì là chủ yếu là do dòng y thôi nhá dòng y này nó rất là lớn được chưa và điện áp trong này nó rất là nhỏ và nó gần bằng không điện áp này thì khác không đúng không ạ còn điện áp này nó rất là nhỏ và nó gần bằng không và cái z thì chúng ta không bàn đấy z nó tùy rồi z nó tùy tại vì mỗi người chúng ta có một điện trở khác nhau mà các bạn cứ thỉnh thoảng lên phòng thí nghiệm ấy các bạn được có được, các bạn thấy cái đồng hồ đo điện trở ấy đo điện trở nhá các bạn có đồng hồ đo điện trở đúng không ạ thì cái điện trở ấy các bạn lấy, lấy mỗi cái lấy mỗi cái đầu của điện trở ấy các bạn nắm vào một tay thì bạn sẽ đo được cái dòng điện trở qua cái người qua cơ thể của các bạn thì thường thường là điện trở của nữ người ta sẽ cao hơn nam do vậy mà nữ thì ít bị giật điện hơn nam nhé nên các bạn nam cẩn thận không đừng có cắm tay vào điện cắm tay vào điện không chữa được đâu còn các bạn nữ thì nhưng mà cái dòng 220V thì cũng không sống được đâu nên cũng đừng nhưng đừng tự hào là điện trở của mình quá lớn nhá đừng đừng có nghĩ thế nhưng mà nói chung là các bạn cứ thử nghịch đo thử điện trở của cơ thể các bạn sẽ thấy thế đó, thì các bạn sẽ thấy là cái trường hợp hở mạch và đoạn mạch hai trường hợp này các bạn phân biệt cho chị nhé. Và bài này thì chúng ta sẽ suy ra được là do Y bằng 0, Z bằng vô cùng. Nên chúng ta sẽ suy ra là hở mạch luôn. Hở mạch. Vậy thì các bạn sẽ tính U kiểu gì ạ? U tính kiểu gì? Tại vì U chị có viết là khác không đúng không? U chị có viết là khác không đúng chưa ạ? U viết là khác không. Bây giờ tính U kiểu gì? là một vấn đề Bây giờ các bạn biết là hở mạch thì các bạn ngắt luôn nó đi Các bạn vứt luôn nó đi, không cần quan tâm đến nó nữa, vứt luôn Thế Hở mạch mà, hở mạch thì có cái gì nữa đâu, được chưa? Hở mạch thì vứt nó đi, không cần quan tâm nữa Ok chưa ạ? Thì chị sẽ vẽ lại mạch nhá Chúng ta sẽ có... À, các bạn sẽ tính được U Các bạn đầu tiên tính U toàn mạch cho chị Xong rồi các bạn vứt U toàn mạch ở cái mạch này đúng không ạ? U toàn mạch sẽ bằng UR cộng với ULC song song đúng không ạ? Chính là U, U toàn mạch chính là bằng U đấy, bằng UR cộng với ULC song song. U bằng 220. UR thì sẽ bằng I nhân với R. ULC song song là khác không đúng không ạ? Chị vừa mới biết xong là cái U là cái điện áp này này nó khác không. Được chưa? Thì các bạn cứ viết cho chị ULC song song ra nhé. Còn các bạn chưa biết tính thể thì cứ để đấy đã. Thì cái này Y chúng ta bằng 0 rồi đúng không ạ? R cộng ULC song song Và các bạn sẽ thấy là ULC song song Sẽ chính bằng 220 2.12, 2.12 dễ mà Rồi tí nữa chữa à, Bằng 220 Được chưa? và bằng U luôn. Bây giờ thì chúng ta đề bài nó yêu cầu chúng ta tính là tính cái IL và IC. Bây giờ chúng ta tính U thì chúng ta phải tính được UL và UC. Từ UL và UC thì các bạn sẽ tính ra được IL và IC. Các bạn vẽ lại mạch cho chị. Bạn vẽ lại. L C U Rồi, bài này như thế này thì ULC song song xính bằng U đúng không ạ? Tại vì do tất cả cái này song song với nhau hết. Được ok chưa? Thì chúng ta sẽ tính được UL nhá. Chúng ta sẽ tính được là do đoạn mạch song song. Mạch mắc song song. Nên UL sẽ bằng UC và bằng U. Suy ra IL sẽ bằng IL sẽ bằng là gì? Bằng U chia cho XL là bằng U là bằng 220 chia cho bao nhiêu? Chia cho 10 bằng 22 A và IC sẽ bằng U chia cho XC và bằng 22 A. bạn thay số vào là ra. Thì đáp án của các bạn câu trả lời sai là đáp án số 1. Ờ, ừ, thế bây giờ chị lại thắc mắc là Thế tại sao mà rõ ràng chị vừa mới bảo là cái Y đúng không ạ? Ở đây là Y đúng không? Y đúng không? Chỗ này là Y L đúng không ạ? Y C Thế thì làm sao Y I... L bằng 22 Y C bằng 22 Thế tại sao Y lại bằng 0? Nào Y L bằng Y bằng C thì tại sao Y I... Tại sao y lại bằng 0? Mà trong khi nó kiếu đúng không? Kiếp táng vào thì y bằng IL cộng IC đúng không ạ? Thế tại sao y lại bằng 0 mà trong khi đó IL bằng 22, IC bằng 22? Ừ, đúng rồi. Chúng, nếu mà chúng ta chuyển thành số phức thì nó sẽ bằng nhau nhé. Chỗ này chúng ta sẽ có Z uh, sẽ có là 10G đúng không ạ? Chỗ này sẽ là bằng 220 chia cho trừ 10G. Đúng không? Thì chỗ này sẽ trừ 22 cái gì gì đấy. Và chỗ này sẽ là 22 cái gì gì đó. Kiểu một cái trừ, một cái là cộng, nó đối xứng nhau. Thì các bạn tổng hai cái dòng này theo phức. Y phức thì nó sẽ bằng 0. Ok chưa? Nếu mà các bạn tính số phức nha Thì nó sẽ thỏa mãn được ký ốp Các bạn không tính số phức thì nó sẽ sai Nên chị mới là ký ốp chỉ dùng cho số phức là vì thế đấy Ok chưa ạ bạn nào vừa hỏi bài 2.56 thì bài này bài này là một này à, các bạn ok các bạn cứ comment nhá còn chị nói kệ chị bạn nào hỏi bài 3 2.56 là một này 2.51 là hai này đây là hai cái bài các bạn học xong 3 phải các bạn sẽ làm được các bạn sẽ biến đổi được cái này này năm ngoái chị dạy đây là một cái mấy cái đề thi đổi mới của năm ngoái này không chị không dạy chữa lần lượt đâu chữa lần lượt sao hết được hả em chị chỉ chữa vài bài thôi sau đó chị sẽ cho làm đề chứ chữa lần lượt có mà đến tết tây à ờ, các bạn đây là một mạch nối tam giác các bạn nào học ba pha rồi các bạn sẽ thấy đây là một lối tam giác mạch nối tam giác thì các bạn sẽ đổi ra thành một mạch uh, ghép sao uh, đây này x um, sao sẽ bằng x tam giác chia cho 3 thì cái bài này bao giờ mà chữa xong hết đề thì chị sẽ chữa lại một lượt, lượt sách bài tập thì chị sẽ chữa những cái bài như thế này những cái bài chữa thầy cô trên lớp chữa cho các bạn còn bây giờ chị không chữa đâu tại vì các bạn đã học ba pha rồi mà các bạn biết được cái, 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 cái mạch nối tam giác mạch nối sao rồi này cái này cũng thế này cái này là một mạch nối tam giác này thì các bạn đổi thành một mạch nối sao 2.51 mày làm được thế 2.56 mày lại không làm được buồn cười nhỉ hai bài hai hai bài này thực chất là giống nhau bản chất giống nhau tại vì cái mạch chỗ này là nối tam giác này còn chỗ này là nối uh, cũng là lối tam giác và các bạn đều phải chuyển từ tam giác về sao. Chị không rảnh chữa hết đâu nhé. Chị chỉ chữa một vài bài thôi, sau đó chị còn cho các bạn làm đề nữa chứ. Được chưa? Ok bài này chưa ạ? Sao bài 2.51 làm được mà bài 2.56 không làm được? Không lẽ đây này đáp án người ta cũng cho sẵn rồi đây này thì các bạn sẽ thấy là cái đoạn BC này này sẽ song song với đoạn B đây nói chung là như thế này nhé đây chị đặt lại E đi nhá thì các bạn sẽ thấy là đoạn BC chị hướng dẫn qua rồi này đoạn BC sẽ song song với đoạn BE được chưa hai đoạn này sẽ song song với nhau và do đó song song nên u của BC sẽ bằng u của BE nói chung là bao giờ chị chữa rồi chữa chứ bây giờ chị không chữa đâu Thế các bạn ý đã học đến 3 pha đâu Có những bạn bây giờ mới bắt đầu khai được khai sáng ấy Rồi nhá à, Bài 2.5 là đã xong rồi này Thế Tiếp theo là chị làm bài 2.7 Cho các bạn quen dần đi đã Không lúc học vào đề thi lại sốc vậy Tại vì đề thi nó dài hơn như thế này nhiều Năm ngoái chúng nó chữa một một buổi live stream mà 3 tiếng thì chị chữa có 5 bài, 5 bài, 5 bài thôi đấy. Chứ chị không chữa được nhiều đâu tại vì đề nó rất là dài. Chúng ta sẽ có U đúng không ạ? U bằng 200V Chúng ta có R1 là bằng 8Ω R2 là bằng 10Ω Và X1 là bằng 6Ω Chúng ta có R1 đây ạ R2 đây X1 Y U rồi đề nó cho như thế này Thì như chị đã nói Tất cả những cái bài mà có điện trở song song này này Các cái, các cái nhánh song song Các bạn cứ tính cái Z song song là cho chị Chúng ta sẽ tính Z song song trước nhé Chưa cần biết đề bài nó hỏi gì Cứ tính Z song song đi Z song song thì sẽ bằng là Bằng gì nhỉ? Bằng R2 nhân với R1 cộng với XC1 Chia cho R2 cộng R1 cộng XC1 thì vẫn với công thức R1 x R2 chia cho R1 cộng R2 thôi thì cái này nó chính là cái nhánh đầu tiên đây cái nhánh đầu tiên nhân với cái nhánh thứ hai chia cho tổng cả hai nhánh đó rồi chúng ta tính số phức nhá đã gọi là Z là số phức đúng không ạ R2 là bằng bao nhiêu 10 nhân với 8 cộng với G 6 6 G chia cho 10 cộng 8 cộng 6 G các bạn bấm máy ra, các bạn chuyển sang chế độ số phức nha Nào, 10 cộng 8 cộng 6G ship 2. 10 cộng 8 cộng 6G chia cho 10 cộng 8 cộng 6 i bằng. À quên nhầm 10 nhân chứ, Các bạn sẽ được là 5 cộng 5 phần 3G, được chưa ạ? Đấy là Z song song uh. Thế bây giờ các bạn sẽ Các bạn sẽ thấy là như thế này này U song song với cái U qua đây chị gọi là U1 nhé Và U qua đây là U2 Do ba cái nhánh này song song với nhau Nên chị sẽ có điện áp của ba nhánh này là bằng nhau Được chưa? Nên chị sẽ có do mạch song song nên u toàn mạch sẽ bằng u và bằng u1 bằng u2 nên ta chị sẽ suy ra y1 thì sẽ bằng u1 chia cho z1 u1 là bằng u rồi u cho chưa u bằng 200 chia cho đây bằng 200 hết này 200 chia cho z1 là 8 cộng 6 gì đó và y2 2 thì sẽ bằng U2 chia cho Z2 và cũng bằng 200 chia cho 10 và bằng 20A đây là bằng 20 phải mấy 200 chia cho 8 cộng 6 gì xếp 23 đó và bằng 20 E mũi G trừ 36 0,86. Am be. Đó, các bạn đã tính ra được y1 và y rồi nhá. Bây giờ y1 và y2 rồi. Bây giờ tính y thế nào ạ, các bạn? Bây giờ chị muốn tính y thì làm thế nào? Nào bây giờ chị muốn tính y thì làm thế nào ạ? Đây. là dòng Y1. Đây là dòng Y2. Bây giờ chị một tính Y thì làm thế nào? Đúng rồi, chứ cậu các bạn đưa tổng số phức thôi. Theo ký ốp 1 nhá, ký ốp 1, ký 1 thì các bạn sẽ được là y bằng y1 cộng y2. Được chưa? Các bạn sẽ có y ký ốp 1 này. Tại nút này. Tại nút A đi, chị đặt là nút A nhá. Nút A. Nút A thì uh, y y phức nhá. Các bạn thêm cho chị mấy cái số này số phức hết nhá nhá cứ cứ phức vào ừ, cái gì cũng phức vào tại vì cái số phức nó tính chuẩn hơn y sẽ bằng y một phức cộng y hai phức à, y à, một phút các bạn sẽ ra là 20 e mũ di trừ 36,86 cộng 20 và bằng cộng 20 xuyết 32 bằng 12 căn 10 là bằng bao nhiêu bằng 37 9 4 nhân e mũ z trừ 18,43. Rồi, bây giờ chúng ta tính người ta bắt yêu cầu tính P đúng không ạ? P và Q. Rồi nhá. bây giờ chúng ta cùng tính P. Nào P bằng. Nào các bạn để ý cho chị là P ấy, thì chị có lúc mà dạy chị có nói là P là chỉ xác định cho số thực đúng không ạ? Thứ nhất là chỉ tác dụng lên R. P là tác dụng lên R, B là tác dụng lên R. R và là số thực các bạn lưu ý chữ số thực và chỉ tác dụng R thôi nhé Thì đầu tiên, khi đi thi các bạn sẽ gặp rất nhiều điện trở Trong một bài các bạn sẽ gặp vô vàn điện trở Nhưng mà các bạn phải biết là xác định thành phần của P Thì P thành phần của nó sẽ là gồm có tác dụng lên điện trở đúng không ạ? Thì các bạn sẽ đếm số điện trở cho chị Các bạn sẽ thấy đây là một điện trở Đây là hai điện trở, đúng không ạ? Một, hai Thì chúng ta sẽ có hai cái P Chúng ta sẽ bằng là P1 cộng P2 Dòng tác dụng qua địa trở R1 là dòng I1. I1 lấy số thực nhá. Không được lấy số phức. 20 bình phương. P1 sẽ bằng I bình phương nhân I1 bình phương nhân R1 đúng không ạ? P2 bằng I1 à I2 bình phương nhân R2. 20 nhân bao nhiêu? Nhân 10 nhân, nhân mấy nhỉ? Nhân 8. Cộng 20 bình phương nhân 6. À đâu, nhân 10. Bằng hơi tự bấm đi, tí nữa cho chị kết quả nhá Và chúng ta sẽ được quy Quy thì các bạn cũng đếm tương tự như cho cho chị Nào, quy thì chỉ tác dụng lên XL và XC Thì ở đây chúng ta chỉ có XL đúng không ạ? Là X1 Thì chúng ta chỉ có một cái quy thôi Thì uh, quy sẽ bằng Y1 bình phương Tại vì chạy qua X1 thì chúng ta chỉ có Y1 bình phương Nhân X1 Và chúng ta được bằng 20 Lấy số thực nhá Nhân với uh, 8 cụm 6 ghi là 666 Và bằng Đó các bạn bấm cho chị Xem bằng bao nhiêu Hai thằng này bằng bao nhiêu nhá Bấm đi rồi cho chị xin kết quả nào Xong bây giờ thì chị sẽ Chữa cho các bạn Chị sẽ hướng dẫn các bạn làm bài 2.12 2.12 Rồi sang bài 2. Mười mấy nhỉ Mười năm Mười năm không cần làm đâu anh không cần nào làm luôn bài 2.19 đi là một cái bài áp dụng áp dụng cái phương pháp giải mạch uh, hôm trước chị dạy phương pháp điện áp nút ừ, 7.200 đúng không ạ 7.200 watt và 2.400 br. Ok, nào, các bạn có cần chữa bài 2 12 luôn không ạ? Hay là để đến lúc ôn tập thì xong thì chúng ta sẽ chữa? À Cho các bạn chọn này, các bạn có muốn chữa luôn bài 2 12 không? Tại vì 2 12 nó cũng khá dễ thôi, không có gì khó khăn cả. 2 hai dễ mà, tại sao các bạn không biết làm nhỉ? Nào các bạn có muốn chữa luôn bài 2 hai không ạ? Hay là để đến cuối cùng ôn tập thì chúng ta làm ạ? Rồi nhá. Đây. Chúng ta có một địa chỉ R đúng không ạ? Chúng ta có x x Hello. Đây cũng là một cái XL. Một cái công tắc ở đây. Đây là U đúng không ạ? Thì U người ta cho là bằng bao nhiêu? 2.12 nhá. U người ta cho là 100 V. XL là 8 Ω, R bằng à XL bằng 6, R bằng 8. Rồi bây giờ chúng ta người ta bảo là khi mà đóng ngắt khi mà ca đóng thì chúng ta sẽ có được những cái gì? Cái đầu tiên, câu thật sự câu này là một câu dễ đấy. Các bạn đóng vào đúng không ạ? Các bạn cứ tính z song song đây cho chị. Đóng vào thì thêm một được một mạch này là mạch song song đúng không? Các bạn tính z song song ra. Z song song sẽ bằng gì? Z song song thì sẽ bằng xl nhân xl chia cho xl cộng xl đúng không? thì sẽ bằng là xl bình phương chia cho 2 xl đúng không ạ? Và bằng xl chia cho 2 và bằng bao nhiêu? 6 g trên 2 là 3 j nhá. Được chưa? Ok chưa? Thế bây giờ chị sẽ tính z toàn mạch. Bạn nào không tưởng tượng được thì vẽ một cái mạch ra. R cộng với Z song song đó, nó lại quy về bài toán bình thường thôi mà Z toàn mạch thì sẽ bằng là gì? Bằng cái thằng này, cái thằng nào nhỉ? Cái thằng này, cái thằng Z toàn mạch là cái gì? Là R Cộng với Z song song Đúng chưa? Và bằng R là bằng bao nhiêu? À, 8 cộng với 3G Để đây đã Từ Z toàn mạch Và U uh, các bạn sẽ tính ra Y toàn mạch Đây này, cái i này này Gọi là Y toàn mạch được chưa ạ? bằng y và bằng u chia cho z toàn mạch và bao nhiêu 100 100 chia cho 8 cộng 3 j các bạn sẽ ra được y 100 chia cho 8 cộng 3 j bao nhiêu sít 23 bằng 11,7 Nhân em mũ Z trừ 20 Phải mấy nhá à, Được chưa? Bấm tự tự bấm ra tính y toàn mạch xong thì các bạn sẽ tính ra được ur ur đúng không ạ ur sẽ bằng y nhân với r y nhân với r và bằng bằng cái số vừa xong các bạn bấm ấy các bạn sẽ để cho chị hai cái dạng nhá các bạn uh, riêng y ấy, thì các bạn sẽ để cho chị hai dạng là dạng a cộng bg và dạng mũ tại vì sao các chị khuyên các bạn nên để cái dạng a cộng bg tại vì sai số nó sẽ nhỏ hơn ở cái dạng mũ này thì các bạn để lại cho chị thành là 800 phần 73 Trừ đi 300 phần 73 Gì? Cái số này này chỉ là để chúng ta khoanh thôi Còn có chúng ta tính này chúng ta sẽ tính theo giá trị đúng này cho nó đỡ sai số nhiều này Thì chúng ta sẽ được là 800 phần 73 Chứ 300 phần 73 Gì? Được chưa? Nhân với R là bằng bao nhiêu? 8 và bằng Nhân 8 Xít uh, 23 bằng uh, chín nhân e mũ j trừ 20, mấy độ ấy. đó tính tự tính ra nhá uh, chúng ta tính được ur đúng không ạ chúng ta tính được y rồi đúng không bây giờ chúng ta sẽ tính ul rồi đó các bạn tính ul kiểu gì đấy ra đến bước này rồi mà không biết tính ul kiểu gì là chết đấy nhá là ul tính kiểu gì ạ <laughs> UL tính kiểu gì nào? Nào UL tính kiểu gì ạ? Đây chính là cái UL này. Đây này, UL đây này. UL tính kiểu gì? đây này đây bài nó ký hiệu là ul đây đúng không thì ul đó chính là cái đoạn zlc song song này này à zl z song song này này thì ul tính kiểu gì có ur rồi nhá có u rồi nhá không biết tính ul kiểu gì nào tính ul kiểu gì ạ Ui rồi nhiều đáp án thế Nào U, L tính kiểu gì ờ, <laughs> à, Chúng ta sẽ có hai cách tính nhá Cách 1 Tại vì do là R đúng không Đây là R Đây là L đúng không U, Đây U, R thì các bạn cũng có thể tính theo đường chéo tức là u bình phương sẽ bằng u l bình phương cộng u r bình phương đây là một cách nhưng cách này thì chị không thích lắm tại vì nó có phải để ý xem là lệch pha hay không thì chị không thích cái cách này lắm chị sẽ gợi ý cho các bạn cách thứ hai cách thứ hai mà các bạn chỉ cần nhìn cái nào các bạn biết làm luôn đó chính là ký ốp hai vẽ một vòng ra đúng chưa vẽ vòng ra trừ u đúng không ạ xét ký ốp 2 nhé Chứ U Cộng U R Phức nhá Phức Cộng U L Bằng 0 Suy ra U sẽ bằng Suy ra U sẽ bằng U trừ đi U R Đấy U phức 100 Trừ đi 9 U phức của R đúng không Cái này là lịch nhâm pha nhau không độ kệ nó Không quan tâm Quan tâm cái thằng này này 93,63 nhân e mũ di trừ 20, mấy 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 đấy Đó, bấm thử xem có ra được uh, 35 không 100 nhá trừ s Đó, các bạn nhìn thấy chưa là ra 35,11 rồi chị thử cách này nhá cách này cũng sẽ ra các bạn sẽ tính ul sẽ bằng căn của u bình phương trừ đi ur bình phương là bằng cái này thì lấy số thực này là căn của 100 bình phương trừ đi thì bao nhiêu ta? 93,63 bình phương. Đó, chỗ này cũng là 35,10 35,12. Đó, bình thường thì chị hay dùng cách này hơn. Tại vì cách này này bạn rốt cũng có thể làm được. Còn cách này này các bạn cứ phải để ý xem là ờ chẳng may nó cho thêm phần tử C vào đây nữa thì các bạn lại càng loạn, đây x C thế nữa là các bạn lại càng loạn đúng không? Nhưng mà với kiếp thì các bạn có thể áp dụng thoải mái đó là lý do vì sao y ur ở chỗ này chị lại lấy y phức nhân với r đấy mà chị lại không lấy y thường đấy tại vì chị đã khuyên các bạn là khi mà làm bài cứ đưa về số phức hết tại vì số phức nó sẽ giúp mình tìm ra kiếm hai kiếm hai kiếm một rồi là giúp mình à, tìm ra cái đáp án như thế này này bao giờ học xong hai pha thì chữa ba pha chứ bây giờ chữa ba pha làm sao được còn lại chữa đề nữa chứ em cái đề nó quan trọng hơn là cái này nhiều chúng ta học cái gì học chắc từng cái một nhé chị thường thường là chị như kỳ trước ấy là chị sẽ cho các bạn ý làm hết hai pha này à, chữa một vài bài như thế này thôi xong là làm đề làm đề xong thì sẽ bắt đầu chữa đến học đến ba pha và chữa hết đề của ba pha thì bắt đầu chị sẽ dạy chị sẽ chữa toàn sách nào bài này các bạn ok chưa ạ Nó thì các bạn bấm số phức cũng được, các bạn sẽ ra được là 35,11 e muji bao nhiêu ạ? G69. Độ các bạn thấy ok bài này chưa ạ Alo, các bạn đã ok bài này chưa ạ? Xong nay các bạn vào xem ít vậy. Alo. Hơn 20 người xem mà có mỗi một người dép chị là thế nào? Rồi, Tiếp nha, chúng ta sẽ làm bài 2.19 luôn. 2.17 nó cũng à 2.15 thì nó cũng thế thế thôi. Cái 2.19 nhá. Thì bài 2.19 này nó là một cái bài mà các bạn cần phải áp dụng cái phương pháp điện âm nút ấy, như hôm trước chị dạy các bạn ấy. Thì các bạn phải áp dụng phương pháp này. Các bạn sẽ có những cái gì? Thứ nhất là em 1 là bằng 100 E mũ J 90 độ E2 là bằng 200 E mũ J trừ 90 độ Và XL sẽ bằng XC Và bằng R ER và bằng 5 ohm Chúng ta sẽ phải tính UAB bằng hỏi chấm Và I2 bằng hỏi chấm Được chưa? Và cái mạch của chúng ta nó sẽ như sau Chúng ta có XL này Có R này Có một cái ampe kế kệ nó thôi nó để đấy trang trí thôi mà không cần quan tâm nó lắm chỗ này chúng ta có một nguồn e một nhé em một hướng lên trên nhé các bạn nhé em một hướng lên ạ để em một ạ đây x c và đây là nguồn e hai hướng xuống dưới rồi bây giờ chị sẽ nói với các bạn một cái thứ là như thế này à, A, ab như chị đang nói ấy, là thường là áp dụng cái kiosk ốp, trường điện áp điện áp nốt ấy, phòng phòng điện áp nút ấy phương pháp điện áp nút ấy thì người ta sẽ yêu cầu các bạn tính một cái một cái điện áp ở giữa mạch như thế này như kiểu uab này này một cái điện áp ở giữa mạch đúng chưa ạ và chúng ta sẽ chúng ta sẽ bước một thì chúng ta dịch cho chị uab tạo ra một cái uab ảo cho chị và có uab nói là uab nhé thì phải tự hiểu là có chiều từ a đến b nhá đây là UAB ảo. Um, bây giờ các bạn đi học rồi thì các bạn lên thư viện mà mượn lên thư viện mượn là đỡ mất tiền nhá đi học ọp rồi thì lên thư viện mà mượn mượn còn cái xe cái link kia thì hình như chỉ cho sách cho chị cũng chả nhớ đó. thường thường là có mấy cái bạn mà bạn ý làm nghiên cứu với các thầy là các bạn sẽ có cái tài khoản để để tải những cái file ý. Còn nếu mà không có thì các bạn có thể lên thư viện mượn là free luôn mà sách đẹp luôn. À, thì đầu tiên các bạn tạo cho chị một cái UAB ảo ảo nhá UAB ảo được chưa ạ? Chúng ta sẽ có các dòng như sau là dòng i 1 dòng i 2 và dòng i 3 Thực chất ấy, cái ampe ở đây nó để đo cái dòng i 2 mà, tại vì người ta yêu cầu các bạn tính cái dòng i 2 mà. Cho. đầu tiên đặt cho chị một cái uab ảo ok chiều từ a đến b nhá nhìn cái chiều mũi tên chị vẽ vẽ nhá rồi biết tiếp theo là chúng ta sẽ dùng kiêu một kiêu một này kiêu một thì chúng ta sẽ áp dụng ở nút a nút a thì bạn sẽ thấy i một vào mạch i hai vào mạch và i ba à i một vào nút i hai vào nút và i ba vào nút chúng ta sẽ được là i một phức cộng i hai phức cộng i ba phức và bằng không Ok chưa? Y 1 phức cộng Y 2 phức cộng Y 3 phức là bằng 0. Tiếp theo, bước số 2. Thì các bạn áp dụng ký ốc cho chị. Xong cái thằng này nhá, để yên đấy. Áp dụng ký ốc như hôm trước chị dạy. Các bạn nhớ chưa ạ? Lên này. Không lại bảo chị chưa dạy. Hôm trước chị có dạy rồi. Tại vì trước khi giảng cho các bạn là chị phải soạn giáo án hết. Đó. Thì chị đã dạy cho các bạn rồi. Thì bây giờ chúng ta áp dụng lại thôi ạ. Thì đầu tiên nhá. Chị luôn nói với các bạn là đầu tiên các bạn làm thì các bạn đè cái UAB màu xanh này xuống Co coi như không có nó coi như là cái mạch này chúng ta chỉ có một cái phần tử x1 này và UAB màu đỏ thôi che cái UAB màu xanh này đi vẽ kiếm một cho chị à, kiếm hai cho chị và chị sẽ vẽ cái vòng nó như thế này Ok chưa? Vòng nó như thế này nhé Che cái UAB màu xanh đi Coi như không tồn tại nó nhé Đừng đừng quan tâm nó Chúng ta có vòng 1 Các bạn sẽ được này Giờ hỏi lại này Trừ E1 hay cộng E1 Xét vòng 1 Xét cái vòng chị vừa mới vẽ Là trừ E1 hay cộng E1 nào Nào xét cái vòng chị vừa mới vẽ ở đây này Thì là trừ E1 hay cộng E1 Cộng à à một người bảo cộng cộng hay trừ ai mà nói câu cộng ấy là chứng tỏ hôm trước là chưa xem video trước đúng không à cùng chiều à về xem lại cho chị cái video trước đi nhá xem nó là cộng hay trừ nhá người hôm trước chị đã dạy rất là kỹ phần này rồi ai bảo em ai bảo em được xét cái các em được xét cái, cái cái ký hiệu như thế này các em coi ký hiệu nó cùng là nó cộng cùng à không phải nhá chúng ta xét kiếp 2 à ừ đúng rồi nếu mà chuyển với thì là cộng rồi bây giờ chúng ta xét kiếp 2 chị nói lại một lần nữa nhá chúng ta xét cái kiếp hai ấy là chúng ta xét cho điện áp chạy trong cái nguồn điện áp lý tưởng đúng chưa là phải là như thế này, ok chưa ạ? nguồn điện áp u của E2 là hướng xuống dưới nhá, u của à, u của E1 là hướng xuống dưới, u E2 là hướng lên trên nhá, đừng có nhầm. do vậy chúng ta sẽ là trừ E1, trừ E1 này, Phước này, cộng với um, cộng với cái i1 đấy, i1 nó chạy từ trái sang phải, vòng cũng chạy từ trái sang phải, uh, u1 đấy thì sẽ là i1 nhân x1 đúng không ạ? được chưa? thì bình thường là cộng U1 đúng không? Thì chỗ này chị viết là trừ chị viết là y1 nhá, nhân với x 1. Ok chưa? Và UAB hướng từ trên xuống dưới nên chúng ta cùng chiều về vòng cộng UAB bằng 0. Ok chưa ạ? Và các bạn nhớ nhá, là chỗ này thì chị viết là U1. Thì kệ người ta, chị dạy kệ chị, tại vì chị muốn áp dụng q 2 cho các bạn trước, tại vì người ta bình thường là chị hiểu cái sách người ta nhưng mà sách người ta thì cũng như mình thôi nhưng mà cái vấn đề quan trọng là các bạn là nên tuân kiểu gọi là gì nhỉ kiểu chuyển vế cho một vế đó bằng không ấy tại ký ốc hai nó là tổng u bằng phúc bằng không mà thì chị muốn cái này nó giống cái này này kiểu nó giống cái form giống nhau ấy cái dạng giống nhau ấy thì chị viết như thế này còn trong sách thì nó kiểu nó chuyển vế đúng không e một sẽ bằng trừ e một sẽ bằng uab cộng với u 1 đúng không nhưng mà chị không thích thế chị muốn đưa về form nói chung là cái gì chị cũng thích là basic hơn đã tức là áp dụng cái kiến thức ấy đã tại vì có những cái bạn bây giờ kiểu một số bạn bây giờ vẫn chưa hiểu cái này ở đâu thì chị phải dẫn lại cái công thức cơ bản như thế này thì các bạn hiểu thôi chứ vì mình là mình dạy cho những cái người mà người ta gọi là như một tờ giấy trắng ấy các bạn như một tờ giấy trắng ấy thì chị muốn tập trung vào những cái bạn đầu tiên như thế đã còn những cái bạn mà kiểu như chung ấy thì những cái bạn ấy là những bạn biết rồi thì chị biết kiểu nào em cũng sẽ hiểu được chưa còn những cái bạn mà chưa biết gì thì các bạn ấy sẽ học như thế này các bạn sẽ hiểu Nào chúng ta sẽ có tính được như thế này đúng không? Chúng ta rút y một ra Như hôm trước chị bắt rút đúng không ạ? Chúng ta rút y một ra Chúng ta sẽ được là UAB em một chú UAB Chia cho x 1 Được chưa? Đây là y một nhé Xét vòng 2 Nào vòng 2 là cái vòng mà ở giữa này này đây, vòng hai này cái bằng ở giữa này. này. Vòng hai là chúng ta coi như cả thế giới này chỉ có hai thằng UAB ở trong thôi. Một UAB xanh, một UAB đỏ đó. Lại thế thôi. Và chúng ta được là U2 là I2 nhân R2 đúng không? I2 nhân với R2. Thì chị viết là U2 đúng không? Cộng U2 đúng không? Thì sẽ là U I2 nhân R2 trừ UAB bằng 0. Nên ta sẽ suy ra I2 phức thì sẽ bằng UAB chia cho R2. Được chưa? Vòng 3. Nào vòng 3 thì chị lại xét tiếp. Đẩy đi. Coi cả thế giới này chỉ còn UAB đỏ và cái thằng này thôi. Thằng E3 này thôi. Và cái tụ C này nữa thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ được là trừ UAB. Đúng chưa? Trừ y3 nhân x3 cộng trừ qua b này. trừ y3 nhân x3 này trừ e2 bằng 0. Ok chưa? Và chúng ta sẽ suy ra y3 thì sẽ bằng là e2 cộng uab chia cho x3. Đúng nhỉ? Chị rút đúng chưa? Đúng rồi đấy Đúng không? Chị chị rút đúng không? Trừ UAB À đâu? Cộng UAB chứ nhỉ? Vòng mấy nhỉ? Vòng 2 Vòng 2 từ từ, từ 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 chị xem đã Vòng 2 ở đây đúng không? ở ờ, cộng UAB đúng rồi đấy nhá ok còn cái này thì sẽ là cái này chị rút đúng chưa cái vòng ba này chị rút đúng chưa các bạn xem theo chị vòng ba này chị rút đúng chưa nào trừ UAB này trừ x3 này rồi chắc là đúng rồi đúng không ạ Các bạn xem với chị vòng 3 nhé theo đúng chưa Thì uh, sau khi ba vòng các bạn có Y1 này Y2 và Y3 các bạn thay lại vào đây Thay 1 2 3 và sao Thay 1 2 3 Vào sao Thì chúng ta sẽ được nhé Là E1 Trừ UAB chia cho x 1 cộng trừ UAB chia cho R2 cộng E2 cộng UAB chia cho x xì 3 và bằng 0. Ok chưa? này phức phức hết nhá. Thì các bạn sẽ được uh, bước tiếp theo là cái gì? Trừ E2 trừ UAB á. Là như thế nào? trừ trên tử chỗ y3 đây à đây đúng không đúng chưa cái này đúng chưa tại lắm lúc chị cũng bị ngáo ngáo ấy đúng chưa này như thế nào Thế chung quy chị viết đúng chưa hay như thế nào? Thôi để chị rút nhé Đâu mệt. Nào bây giờ chị rút. Thôi chị rút chị rút đây. Này nháp đây. Là chú B này. Trừ y3 nhân x3 này. Trừ e2 này. bằng 0 này. Suy ra trừ y3 nhân x3 thì sẽ bằng e2 trừ cộng e2 UAB chia cho x 3 đúng rồi nhé bạn đi đúng rồi đấy thì y3 uh, đây thì y3 sẽ bằng là chữ e2 cộng UAB chia cho x 3 ok đúng rồi nhé được chưa và bước tiếp theo thì như chị đã nói rồi là các bạn các bạn đặt cho chị nhé tôi bây giờ chị sẽ thống nhất luôn này x1 thì chị gọi là z1 thay này thành Z1 thôi X2, R2 chị gọi là Z2 X3 chị gọi là Z3 Chị đặt Z1 trên Z K Với K chạy từ 1 đến 3 nhá Tại vì chúng ta có 3 Z đúng không ạ? Z1, Z2, Z3 Thì sẽ bằng Y, K Tức là Z1 trên Z1 sẽ bằng Y1 1 trên Z2 sẽ bằng Y2 Và 1 trên Z3 sẽ được bằng IA 3 Do vậy chúng ta sẽ biểu thức này Sẽ trở thành là E1 trừ UAB nhân với I1 nhân với I1 nhá I1 phức phức nhé đây là tổng trở một trên tổng trở sẽ được tổng dẫn và chúng ta sẽ đặt là như thế này trừ UAB nhân với I2 trừ E2 trừ UAB cộng UAB nhân với I3 bằng 0 lần này các bạn rút UAB ra cho chị suy ra UAB sẽ bằng là cái gì? Đây xem nào. Sẽ bằng là trừ E1 nhân I1 này. Tự rút ra nhé. Cộng E2 nhân I3 chia cho trừ I1 trừ y2. Trừ y3. Được chưa? Rút ra được như thế này. Không biết nhầm thì cứ nhân phá tung ra xong rồi rút UAB ra. Nó sẽ được như thế này. Và chúng ta có rồi. E1 của chúng ta là 100. Trừ 100 nhân em mũ 90 độ. Nhân với y1 là bằng bao nhiêu nhỉ? Y1 là... Y1 là 1 trên... Uh, Y1 là 1 trên Z đúng không ạ? 1 trên Z1 Mà Z1 của chúng ta sẽ là XL XL bằng 5 rồi 1 trên 5G Cộng E2 E2 là 200 Nhân E mũ j trừ 90 độ Chia nhân với 1 trên Y3 Y3 là trừ 5G Chia cho trừ 1 trên 5G Trừ đi 1 trên 5 Trừ 1 trên 5 Trừ 5G nào các bạn bấm máy cho chị và cho chị xin kết quả của UAB đi. Xem ra bao nhiêu. Nào, bấm máy cho chị, cho chị xin kết quả của UAB nào. Nào, cho chị xin kết quả đi ạ. Qua bê phức nha. Nào bấm máy đi. Đời thế, 5G này này thì đổi thành 5 nhân em với G90 Quy về cùng dạng mà bấm Ờ, à, trừ 100 đúng không ạ? Các bạn xem có đúng trừ 100 không nhé? trừ 100 Rồi UAB phức là bằng 1 trừ 100 đúng không ạ? Thì suy ra UAB thực Chúng ta lấy dấu dương thôi Là bằng 100 Và chúng ta tính Y2 kiểu gì? Bây giờ đề bài người ta hỏi Y2 Tính Y2 kiểu gì ạ? À, tính Y2 kiểu gì ạ các bạn? Úi dồi ôi <laughs> <laughs> Một thằng ra trừ 300 à? Nhưng mà chị cũng ra trừ 100 đấy Nào, các bạn ra bao nhiêu? Nào, Y2, giờ chị hỏi Y2 tính kiểu gì nào? đúng rồi chúng ta thay lại vào cái này thôi nhá chúng ta có UAB phức rồi đúng không ạ UAB phức chúng ta có rồi thì chúng ta thay lại cái này chúng ta thay vào hai thay vào hai thay vào cái hai vừa xong này này Được chưa? Thì chúng ta sẽ được UAB um, um, phức thì sẽ bằng trừ UAB phức chia cho R 2 và bằng trừ trừ một đúng không ạ thì sẽ là một chia cho 5 ampe thì sẽ bằng 100 trăm chia năm bằng hai i2 là bằng 20 A. cho UAB thực là ra 100 nhá và I2 thực là ra 20 A. Đó, thì các bạn sẽ rất dễ để làm được do uh, vậy mà cái bài vừa xong là bài nào ta? Đây, bài vừa xong này chúng ta sẽ ra được uh, I2 phần 3. Phần 3 phần đúng nhá. Còn uh, um, có mấy cái bài uh, vừa xong có lật ra một cái bài cũng kiểu kiểu thế này này. Đây, cái bài 5.2.54 Nó là một bài thuộc phần bài tập nâng cao Nhưng nó cũng làm kiểu ý thôi bảo tính UAB cứ tạo ra một cái phức ở đây Thật ra cái bài này này nó khó Nó lằng nhằng ở chỗ nào các bạn bấm máy thôi Kiểu chỗ này là 1 trên 5G đúng không ạ Thì chỗ này sẽ là 1 trên 10 cộng 10G cơ Tức là nó lằng nhằng cái bước bấm máy lên thôi Còn đâu nó cũng thế Không, không khác gì cả Ok chưa được okay chưa? rồi bây giờ các bạn có cần hỏi cái gì nữa không ạ? không bắt bắt đầu chúng ta cùng chữa đề nào nào các bạn có cần hỏi bài gì nữa không ạ? không thì bắt đầu chúng ta chữa đề nhé chữa đề thôi, à, muộn quá rồi. thì uh, chữa đề, chữa đề này. Chưa đầy thôi chưa còn làm gì đâu rồi một bài đầu tiên chị muốn chữa cho bạn là bài này bài này cũng nhiều thứ nắm chuyện phết nhá chúng ta sẽ chữa tất cả những cái gì mà chúng ta có nên học nên chị chị không bao giờ chị thích các bạn ôn tủ đâu nên chị dạy chị cũng gần như là chị dạy hết tất cả mọi thứ đấy nên uh, căn bản là các bạn có học được thôi không không có nhé chị không có cái này thì các bạn ra thư viện mà mua chứ còn chị không có đâu nhưng nói chung là nói chung là căn bản là ấy được mà làm được ở đây chúng ta sẽ có x2 ở y x gì x1 nên là a b vuông kế Đây là y2. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có các uh, cái thông số như sau, chúng ta có x là bằng 1 ôm. Không biết ôm đấy tự các bạn viết. R1 là bằng 8. x1 là bằng 6. R2 là bằng 5 XC2 là bằng 5 Vậy thì người ta hay, à, Watt kế Watt kế chỉ 1 125 Watt Và người ta bắt các bạn tính Y bằng bao nhiêu Câu A Câu 1 nhé Y bằng bao nhiêu Ví dụ 1 đi Ví dụ một đề thi nhé Tự sẽ, Chị sẽ ký hiệu là ví dụ 1 Vôn kế bằng bao nhiêu Cái thằng này nó hiển bại thị bao nhiêu này thứ ba là u bằng bao nhiêu u là cái gì đây u đây u là bằng bao nhiêu và thứ tư là qab đây là qab ở đây này bằng bao nhiêu làm bây giờ các bạn cho chị biết nhé là chúng ta sẽ uh, cái oát cái này này nó đo cái gì nó đo cái cục, nó đo cái gì của cái gì nào oát cái này nó đo cái gì nào thì chị sẽ nói cho các bạn một chút là như thế này à, ví dụ ví dụ như là chị có hai điện trở nhá R à, đây 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 chị chị cũng không biết ví dụ như thế nào nữa nhưng mà cái kiểu kiểu này này ví dụ ví dụ ambe nhá chị nói ví dụ ambe đi à, đây là một cái điện trở R thì để người ta đo ampe thì người ta thường hay là đo bất kỳ một cái linh kiện gì khác ấy thì các cái đồng hồ kiểu ampe kế watt kế volt, kế các kiểu ấy là thường thường người ta để ngay sau à, để trước cái linh kiện đằng sau này này hiểu không tức là ví dụ ví dụ nhá thôi cái trường hợp này nó hơi hi hữu một tí tại vì r 1 và r 2 nối tiếp với nhau thì dòng nó bằng nhau nhưng mà chị muốn nói là như thế này này các bạn cứ tưởng tượng nhé là nếu mà có r 1 và r 2 mà nối như thế này thì ampe này này nó sẽ đo của R2 các bạn cứ hiểu là như thế được chưa nó sẽ đo cái chỉ số chỉ số dòng điện qua R2 mà I qua R2 sẽ bằng I qua R1 nên nó đo nói chung là nó sẽ đo của R2 trước mà R2 bằng R1 nên nó là Y của cả dòng Nhưng thực chất là nó chỉ đo của Y R2 thôi nhé Bất kỳ một linh kiện gì các bạn đặt vào Đồng hồ số hay bất kỳ một cái gì cũng được thì nó là nó đo cái của cái đứng sau ngay sau nó Chứ nó không đo cái đứng trước đâu nhé Cái đồng hồ này này nó sẽ đo cái phần tử đứng sau nó Chứ nó không đo cái đứng trước Do vậy các bạn quát kế này nó sẽ đo R mấy ạ à? Đo đây R1 hay đo R2 Nào đo cái đứng sau nó thì nó đo của r một hay r hai ạ Các bạn phải biết nhé Nào thế thì quát kế để đây thì là nó đo của thằng này hay là đo của thằng này hay là đo của cả hai thằng R1 và R2 các bạn phải phân biệt đúng rồi nó chỉ đo của R2 thôi nhé tại vì quát kế này, này, nó nằm đây thì đứng sau nó chỉ có R2 thôi được chưa và còn đứng trước nó thì kệ nó nếu mà quát cái nằm ở đây này nằm ở vị trí này, này nó là quát kế của toàn mạch nhưng nếu nó nằm ở vị trí này thì nó chỉ đo cho R2 thôi ok chưa và chúng ta sẽ dựa vào quát kế chúng ta sẽ từ quát kế này và R2. Các bạn sẽ tính được Y. Đúng chưa? Vậy Y sẽ bằng Watt căn Watt kế Watt kế chia cho R2 và bằng căn của 1125 R2 là bằng 5 và bằng Tại vì P sẽ bằng đây là watt kế này. Watt kế thì nó sẽ bằng y bình phương nhân R2 y2 bình phương nhân r2 nhé y2 bình phương nhân r2 thì mình sẽ tính được y2 chưa ạ và bấm máy thôi căn của 1125 chia cho 5 các bạn sẽ được là 15 đấy y2 a nhé bây giờ là các bạn sẽ tính được là muốn tính được y thì chúng ta phải tính được y1 đó đây y1 này Muốn tính được y thì chúng chúng ta có y2 chúng ta phải tính được y1. Được chưa ạ? Y1 được chúng ta sẽ bằng gì? À, từ y2. Đây chị sẽ ra một sơ đồ cho các bạn nhìn nhé. Từ y2 và z2. Z2 cả cái đoạn mạch này chúng ta sẽ ra được u2 phức. Mà u2 phức lại song song với u1. Suy ra nó bằng u1 phức. Được chưa ạ? Hai đoạn mạch song song thì u bằng nhau. Ok chưa? Thì nó sẽ bằng u1. Từ u1 và z1 các bạn sẽ tính ra được y1 phức từ y1 phức và y2. Hai. Y2 hai này y2 phức cũng được mà không phải phức cũng được tại vì à tại vì cái cuối cùng mình vẫn tổng nó với nhau, cái này là lịch pha nhau góc không độ mà nên mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng nói chung là y1 và y2 cộng vào nhau thì nó sẽ được y phức và từ y phức mình sẽ ra được dòng y thực. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ tính U2 nhé. U2 sẽ bằng y2 phức nhân với Z2 bằng 15 nhân với Z2 là bao nhiêu? R2 cộng với Z2 đúng không ạ? R2 là bằng 5 X2 là bằng 5G Và bằng 15 cộng 5G là bằng bao nhiêu nhỉ? 15 nhân với 5 cộng 5G Là bằng 75 Cộng 75G Chị khuyên các bạn cứ để số Cứ để cả hai dạng nhé Các bạn cứ tính ra cả hai dạng đi Được à? 106,06 em UG45 vô đi thi đừng thiếu đơn vị nhé thiếu đơn vị các bạn bị trừ rất nhiều điểm đấy U2 phức do song song lên U2 phức sẽ bằng U1 phức đúng chưa hai đoạn mạch này song song nên chúng ta sẽ được U2 bằng U1 suy ra Y1 phức thì sẽ bằng U1 phức chia cho Z1 và bằng 75 cộng 75G Chia cho Z1 thì chúng ta sẽ được R1 trừ đi 1 R1 là bằng 8 Trừ đi mấy gì nhỉ? 8 trừ đi ZX1 là bằng 6 8 trừ 6Z Và bằng Chia cho 8 trừ 6 Z bằng Bằng là 3 phần 2 Cộng 21 phần 2Z Và bằng Z23 À, bằng bao nhiêu đây? Bằng 10,6 nhân E mũ 81,86 độ. Tự bấm nhá, tự bấm. Cái chỗ này không có gì không gì khó khăn cả. Vậy từ Y1 và Y2 chúng ta sẽ tính được Y. Theo Q1 tại nút A. Chúng ta sẽ có đây, tại nút A đây. Y1 vào nút, Y2 ra nút và Y... I1, I vào nút, I2 và I1 ra nút Chúng ta sẽ có I sẽ bằng I1 cộng I2 Và bằng I1 của chúng ta là sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 3 phần 2 cộng 21 phần 2G cộng với 15 Bằng 3 phần 2 cộng 21 phần 2G cộng 15 và bằng 33 phần 2 cộng 21 phần 2 g và bằng 623 23 bằng 19 55 nhân e mũ g 32 độ ampe và suy ra từ y phức các bạn nhớ lại cho chị một chút nhé y phức sẽ bằng y thực nhân e mũ g phi thì y thực của chúng ta đề bài hỏi sẽ là 19,55 ampe và chúng ta sẽ tìm cái đáp án trong đề thi người ta sẽ cho bốn đáp án A, B, C, D tìm cái đáp án nào ra đúng 19,55 thì khoanh vào viết vào cái tờ phiếu trắc nghiệm ấy. thì các bạn sẽ được tính điểm. nào câu này ok chưa ạ? Câu một này ok chưa để chị chuyển sang tiếp sang câu 2. tính vôn kế. câu này ok chưa ạ quá dễ hiểu rồi đúng không nào các bạn ok hết chưa còn hơn 20 người xem cơ mà ok hết chưa để chị hôm nay chị sẽ cố gắng chữa cho các bạn hai bài hai ba bài gì đấy chúng ta sẽ học đến tầm khoảng 10 rưỡi nhá rồi nghỉ là 2 tiếng rưỡi rồi Nào các bạn còn lại ok không ạ? Còn mấy bạn mấy mười mấy bạn nữa cơ mà, nào comment hết cho chị đi xem nào. Rồi. Chúng ta sẽ làm phần 2. Phần 2 là uh, tính um, V đúng không ạ? Thì uh, các bạn sẽ tính thế nào? Đố các bạn ạ Các bạn uh, chị gợi ý nhé, các bạn có dòng y1 y2 rồi. Được các bạn tính thế nào? Để tính được V. Rồi có một cách rất thôi chị chữa luôn đi cho nó đỡ mất thời gian. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng ở đây là y1 đúng không ạ? Mạch nối tiếp thì chúng ta ở dưới này cũng có y1. ở đây là y2 thì mạch ở dưới này cũng là y2, do dòng điện nối tiếp mà, dòng điện nối tiếp trên các phần tử là như nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết một cái ký gốc ra đây. Ok chưa? Và chúng ta sẽ làm thôi. Chúng ta sẽ có V phức. Đây đúng không? Chị gọi đây là V phức nhá. V phức thì sẽ bằng à không, trừ V phức đi. Trừ hay cộng thì đều được nhá. Các bạn chọn, các bạn chọn cái V này chạy theo chiều này cũng được mà chạy theo chiều này cũng được tùy các bạn không không quan trọng nhé nó có ra kết quả giống nhau em một nếu mà một tháng dương thì một tháng sẽ là âm và một tháng âm thì một tháng sẽ là dương được chưa như nhau ấy mà không không quan trọng đâu nhé nên các bạn được tùy chọn được chọn bên nào cũng được trừ hay cộng chỗ này cũng được Thôi chị cứ viết là trừ nhé cho nó đẹp để chuyển vế đổi dấu cho nó đẹp rồi trừ v hai này trừ đi trừ đi y nhân với r một y một nhân với r một ạ Trừ đi y2, um, à cộng với y2, nhân với R2, được chưa? Và bằng 0, bằng 0. Nên ta sẽ suy ra V thì sẽ bằng y2, à y1, nhân với R1. Trừ y1, nhân với R1, cộng y2, nhân với R2. Bạn thay số vào thôi ạ, đây các bạn nhớ là số phức nhá à, uh, Y1 các bạn là 3 phần 2 Trừ 3 phần 2 Cộng 21 phần 2G R1 của chúng ta là bằng bao nhiêu? R1 của chúng ta đề bài đã cho là bằng 8 Cộng Y2 Y2 đâu nhỉ? Y2 là bằng 15 15 nhân với cái R2 là bằng 5 Và các bạn bấm đi Bấm ra xem được bao nhiêu Các bạn bấm nhé Bấm cho chị xin kết quả đi ạ

V thì suy ra V thì nó sẽ là 6 105 độ à 105 V. Đó, bài này ok chưa ạ? bài này các bạn ok chưa? Làm nhanh lên. Tại vì đề thi của chúng ta rất là dài. Đây mới được hai câu ấy nhá, còn tiếp theo câu thứ ba, câu thứ tư nữa cơ, nó còn dài nữa. ok chưa các bạn ừ, cô này ok chưa trừ hay cộng chỗ này đều được nhé tùy các bạn chọn không 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 ảnh hưởng gì đâu nếu mà chỗ này là cộng thì chỗ này sẽ là âm âm một trăm năm thôi còn chỗ này sẽ là nếu mà chỗ này trừ thì chỗ này sẽ là dương tùy các bạn được chọn hết Nào ok chưa ạ? Để chúng ta làm tiếp câu 3 nào. Rồi no. Bây giờ chúng ta sang phần 3 thì Phần 3 người ta bảo tính U ạ Thì chị lưu ý với các bạn như thế này Một số nơi ý, Hoặc là một số nguồn này Chị thấy là nguồn bắt gặp nhiều Nguồn Một số nguồn giải đáp án Thì người ta sẽ giải theo như thế này Người ta sẽ làm Người ta sẽ tính cái hai 2 cho cái này Kiếp 2 cho cái này nhé Đúng không? Chị thấy một chỗ số một số mọi người đăng cái bài giải ấy, thì chị sẽ thấy là kêu hai theo cái này. Đúng không? Thì mình sẽ tính ra u tại vì mình có phức rồi này, mình có một y một phức này. Mình có y phức rồi thì mình kêu hai ra được cái u. Thì cách này chị không khuyến khích các bạn dùng nhé. Tại vì sao chị lại nói như thế? Nếu bạn nào học hết sách giáo sách bài tập thì các bạn sẽ thấy là không phải bài nào kêu hai theo kiểu sách theo kiểu kêu hai một cái vòng như thế này các bạn ra được u đâu này không phải lúc nào các bạn cũng ra được như thế đâu chị ví dụ đơn giản cho các bạn biết nhé ví dụ chị có hai cái hai led đi hai con led để led để led này nét nối nét nối song song với nhau hai con led là mỗi con led là 3V 3V ờ, thì bình thường một led sáng không ạ một led sáng LED để một led sáng thì chị chỉ cần 3 V đúng không ạ? Hoặc là để 3.4 V. 4 V thì led cũng sáng, nó cũng sáng được. Thế bây giờ hai con led là 3 V, chị chọn một con led là 3,3 V. Chị cũng chọn một con led là à, chị cũng cấp nguồn là 3 V thì nó có sáng hai cái con này không? Nếu mà một con led nhá, nếu một một mạch một con led mà chị cấp nguồn là 3 V. Thì nó sáng đúng không ạ? Thì cái này nó sáng. Đây là led 3 v thì nó sáng. Như hai con led 3 v lưới song song với nhau, chị cấp có 3 v thì có sáng không ạ? Led này có sáng không ạ? Đó các bạn thử nghĩ xem hai nếu mà chị cấp nguồn là 3 v thì hai cái led này có sáng không? Nào, các bạn trả lời cho chị nào. Các bạn đoán xem có sáng không ạ? alo đúng rồi đến khoảng 80% phần trăm chắc chắn chúng ta nghĩ là không sáng và đúng là thật sự là nó không sáng nó sáng rất là mờ đúng không nếu mà các bạn cứ áp dụng kiểu một cái kiếp uh, hai cho cái vòng này này kiểu kiểu như thế này không sáng đâu nha, sáng mờ lắm về lý thuyết thì nó là song song nó bằng nhau nhưng nó sáng rất mờ và đặc biệt nếu mà chị lắp, lắp ở đây thì một con nữa một con ba v nữa mà đó bạn nghĩ có sáng không nếu mà chị lắp thêm một led nữa ở đây là ba v chị đặt vào đây là sáu vôn đi có sáng không hô thơm nào thử thử về lắp là biết được chưa thử về lắp là biết nhưng mà chị đảm bảo là nó sẽ sáng rất là mờ nó sẽ không 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 sáng bằng cái con mà ba vôn chỉ cho ba vôn này đâu được chưa Do vậy mà những cái bài trong sách bài tập ấy thì các bạn sẽ để ý là họ không bao giờ họ tính u toàn mạch là dựa trên cái kiốp 2 cho một cái vòng nửa vòng này đâu. Được chưa? Không bao giờ mà họ dùng kiốp 2 cho cái nửa cái vòng này để mà tính cái u toàn mạch đâu. Tại u toàn mạch chúng ta phải cấp cho các phần tử là x này, rồi x1 r 1 x2 r hai này. Người ta không bao giờ người ta dùng kiốp à 2 để tính cho nguyên cho cái vòng này này tính ngu đâu thường thường không đâu các bạn các bạn thử mở sách và tập làm mình xem để chị mở cho các bạn nhé chị sẽ chứng minh cho các bạn thấy điều này nó rất là quan trọng tại một số các bạn cứ thấy là đáp án nó tính kiêu hoa là đúng ấy các bạn cứ đặt vào thôi thì chị nghĩ là đấy là trường hợp mà chẳng may nó ra đúng đâu chứ còn nhiều cái bài tập trong sách bài tập các bạn tính không ra được thế đâu đây ví dụ như cái bài này người ta tìm điện áp u đúng không ạ? thì bình thường mình có thể là uh, 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 bình thường ấy. một số chị không nhớ là cái bài nào nữa nhưng mà trong này trong cái chương này này nó có một vài bài là người ta bắt u tính u toàn mạch mà các bạn cứ lấy cái y không phức này này nhân với z 0 này cộng với y một phức nhân với z x một cộng r một đấy thì nó không ra là kết quả đúng đâu mà các bạn phải thông qua s và b nhé s và b được chưa các bạn thường thường tính chị không nói là phương pháp kia sai có thể là nó đúng nhưng chị không biết là cái tiêu chuẩn lúc nào thì nó được công nhận là đúng chị không biết là cái lúc nào nó được gọi là đúng ấy tức là lúc nào q hai để tính cái u toàn mạch này là đúng tại vì có những bài tính u toàn mạch nếu mà dùng q 2 cho cái vòng để mà tính u toàn mạch này là sai này có những bài chị gặp rồi nên chị mới bảo là chị không biết là lúc nào tính u toàn mạch này theo kiểu hoa là đúng chị không biết cái tiêu chuẩn ý này như thế nào nhưng có một cái cách mà chị chắc chắn các bạn đúng đó là cái cách tính u toàn mạch thông qua s và p nhé à sq và p thì chắc chắn các bạn đúng luôn được chưa và chúng ta sẽ làm theo cái kiểu tính sq và p để chúng ta chắc là làm bài nào của chúng ta cũng sẽ đúng ok chưa và chúng ta sẽ làm y như thế chị sẽ tính y như thế và không dùng kiếp hoa ở đấy nhé chị không chị không dùng đâu tại vì có một số bài nó sai đấy tại vì ngày xưa là chị có làm gần như là hết sách quyển sách bài tập rồi mà nên chị nên chị thấy là như thế nên chị dạy là chị sẽ dạy những cái phương pháp nào mà nó chắc chắn cho các bạn đúng thì chị mới dạy thì nhá giờ các bạn thì chúng ta sẽ tính qua pqs đúng không ạ Và đầu tiên thì chúng ta sẽ tính quy toàn mạch cho chị Quy tắc mạch thì đầu tiên các bạn tính đếm số phần tử cho chị, đếm số phần tử x ấy. Ví dụ ở đây có x nhá, ở đây có x1, ở đây có x2. Là chứng tỏ là có ba cái quy đúng không ạ? Một cái quy tác dụng vào x, một cái quy tác dụng vào x1 và một cái quy tác dụng vào x2. Thì chúng ta sẽ được là y qua x thì là y bình phương nhân x1. x cộng y1 bình phương à trừ y y1 bình phương nhân x1 cộng y2 Bình phương nhân x thì 2 Tại vì sao chỗ này lại là dấu trừ Tại vì ở đây là tụ, tụ thì trừ Còn lại cuộn dây thì là cộng Ok chưa? Cứ cuộn, cứ tụ là trừ nhé Thấy chưa? Các bạn sẽ ra được ngần này Và y của chúng ta sẽ được là bao nhiêu? Y là 19,55 Bình phương nhân với x là bằng bao nhiêu? x là bằng 1 Trừ đi Y1 là bằng bao nhiêu nhỉ? y 1 là 10,6 bình phương nhân với x1 là 6 cộng với y2, y2 là 15 nhân với 5. Đó các bạn bấm máy cho chị nhé, xong cho chị xin kết quả của quy toàn mạch. Thứ hai chị sẽ tính P toàn mạch cũng lại đếm phần tử R thôi. Tại vì P chỉ tác dụng lên R nên chúng ta sẽ đếm số R. 1R này, 2R chúng ta có 2R, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ được là Vậy như nhỉ? y uh, một bình phương nhân R1 cộng Y2 bình phương nhân R2. Y1 là bằng 10,6 bình phương nhân với R1 là bằng bao nhiêu? R1 là bằng 8 cộng với 15 bình phương nhân R2. Thật ra cái P, cái Y bình phương nhân R2 nó chính là cái V kép đấy. Các bạn lấy nguyên cái V kép cũng được mà lấy tính lại cũng được lấy thì để ý kỹ thấy thì sẽ là lấy luôn còn không thì các bạn cứ viết ra như thế này cũng được đấy cái này chính là cái vkép đề bà cho mà được chưa từ p toàn mạch q toàn mạch các bạn sẽ tính ra s toàn mạch sẽ bằng căn của p bình phương cộng q bình phương đó cho chị xin kết quả cái này nhá cái này cho chị xin kết quả các bạn chỉ cần cho s chị xin kết quả s thôi là chị biết là các bạn đúng hay không rồi và cuối cùng là u thì sẽ bằng s sẽ bằng u nhân y đúng không ạ s sẽ bằng u nhân y thì suy ra u sẽ bằng s chia cho y và bằng lấy cái thằng s toàn mạch từ trên này tự táng xuống đây chia cho y y là bằng bao nhiêu y từ câu a có rồi y chúng ta là 19,55 năm năm nó các bạn sẽ tính ra được u cho chị xin kết quả của hai số này nhé s toàn mạch và u toàn mạch ok chưa xin kết quả nhé bấm máy đi cho xin kết quả rồi đó là câu số 3 Và chị chữa luôn câu 4 rồi chị hỏi hiểu hay không tính sau Nào, bây giờ quy QAB Nào, bây giờ các bạn cho chị hỏi là QAB có mấy thành phần ạ? À? Có mấy cái x ở trong đó? Cứ làm xong rồi bấm máy tính cả thể cũng được Nào, QAB các bạn có mấy thành phần ạ? À? Tức là ví dụ như là ở đây này Ở đây uh, P có hai thành phần là R1 và R2 Q có ba thành phần là X1, X2, X Thế thì QAB có mấy thành phần ạ? Một à? Chắc chắn không? Nào, có chắc chắn một thành phần không? Chúng ta sẽ có hai thành phần nhá QAB, đây là đoạn mạch AB đúng không ạ? Thì đây cũng chính là đoạn mạch AB Các bạn đi đường vòng thôi mà Một thằng là đi đường thẳng Một thằng là direct ấy. Một thằng là đi đường vòng thôi Một là thằng là thẳng, một thằng là vòng Cái đoạn này cũng là đoạn AB này Đoạn này cũng là đoạn AB Ok chưa ạ? Và chúng ta sẽ được là XC1 và XC2 chính là của Q. Ờ, uh, QAB thì chính là bằng trừ 10,6 10, bình phương nhân uh, 6 cộng 15 bình phương nhân 5. Và tính ra được QAB. QAB có hai thành phần nhé. Chính là bằng Y1 bình phương nhân XC1 cộng Y2 bình phương nhân XC2. Ok chưa ạ? Và cho chị xin kết quả của ba thằng này. S u và QAB. a b, tính ạ. cho chị kết quả đi sao chả anh cho cái chị kết quả vậy ra 111 à 111 1,95 450,84 Để chị xem kết quả xem nào Đúng rồi đấy Tâm tâm gần này Rồi đúng rồi Nào các bạn thấy bài này thế nào ạ Hiểu hết chưa ạ Alo các bạn hiểu hết chưa ạ? Các bạn có câu hỏi gì đặt cho chị đi nào. Chúng ta học online nên không phải ngại gì đâu, cứ 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 thắc mắc cái gì các bạn cứ đặt câu hỏi thôi. alo các bạn coi mình đi chị phải thấy là chị dạy online chị rất là kiên nhẫn luôn Nào các bạn comment đi ạ. Ừ thì chúng các bạn cũng hiểu hay không thì các bạn cũng phải ok cho chị biết chứ. Tại vì chị dạy cái gì chị cũng thế thôi. Chị muốn là sinh viên, chị truyền đạt cái gì thì sinh viên kiểu cũng phải động lại trong đầu một cái gì đấy? Tí nhất là những cái bài này như kiểu như thế này này. Các bạn phải các bạn cần hiểu được tại vì như thế thì nó sẽ thể hiện chị dạy thế nào và các bạn học như thế nào. Các bạn có muốn chữa lỗi không ạ? Bây giờ các bạn có muốn chữa nữa không? hay là thôi nghỉ và bắt đầu từ buổi sau chúng ta sẽ vào cái khóa học chính của một khóa kỹ thuật điện tử nhé à, nhầm khóa kỹ thuật điện thì những cái bạn nào ở bên mã học phần kỹ thuật điện điện tử ấy thì bạn ý cũng có thể tham gia giữa kỳ ở khóa này được tại vì thấy các bạn bảo là đề thi nó à, chương trình nó giống kỹ thuật điện thì chắc cũng đề thi cũng na ná thôi cũng không có gì nhiều nào các bạn có muốn học nữa không chị sẽ chữa cho bạn một bài nữa Rồi chúng ta chữa thêm một bài nữa nhé Thì bài số 2 Chị muốn chữa cho các bạn nó cũng gần giống bài này thôi Nó cũng khác khác một tí nhỉ Từ từ chị dở đã Đây bài số 2 thì nó cũng gần giống mạch bài này thôi Nhưng Nó cũng hơi khác một chút Chị muốn chữa hết tất cả các cái để cho các bạn rồi chị sẽ làm lại để phòng trường trường hợp đổi đề. Ấy. Như năm ngoái là đổi đề đấy thì chị cũng chữa, may là chị chữa này nó trúng vào cái đề trúng vào cái đề đổi ấy thì các bạn ấy vẫn làm được. Ví dụ 2. Ví dụ 2 nhé thì chị sẽ có một mạch như thế này. Đây là ampe này. R1 này. x một này buôn kế này. là V1 này. Và chúng ta có U. Rồi bên này thì người ta sẽ cho các thông số x. x là sẽ bằng là 1. R1 là bằng 5. X thì 1 là bằng 5. R2 là bằng 8 x 2 là bằng 6 v1 đây v1 là thằng này đây ạ v1 là bằng 120v chỉ số v1 nhé hiện 120v thì bên này người ta yêu cầu bạn tính gì thứ nhất là các bạn tính cho chị dòng y bằng hỏi chấm v2 bằng hỏi chấm đây là V V2 V2 đây. V2 đây. V2 bằng hỏi chấm. S bằng hỏi chấm. Và U bằng hỏi chấm. Thì bài này tương tự thôi. Thì quan trọng là cái V1 thôi. Cái V1 các bạn xác định là nó đo cái gì là được. Đây là I1 này. I1, đây là I2. Và đây là I. Thì cái V1 này này nó sẽ đo điện áp trên R2 Tại vì lối song song đúng không? Nếu các bạn có một cái LED. Trên chỗ này các bạn nối một cái vôn kế, vôn kế là mắc song song đúng không ạ? Thì vôn kế này nó sẽ đo cái mà nó mắc song song. Còn ampe kế thì nó sẽ đo cái đường sau, vôn kế là nó sẽ đo cái mà nó mắc song song. Thấy chưa? Thì ở đây V1 các bạn sẽ thấy là nó sẽ mắc song song với R2. Thì chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có là cái gì nhỉ? Câu 1 nhá. Câu 1, 2, 3 và 4. Thứ nhất là muốn tìm được uh, y thì chúng ta phải tìm được y2, từ y2 tính được y uh, tính u. 2 từ đây. Từ v1 này và r2 tính được um, y2. y2. Từ y2 và z2 tính được u2. U2 bằng u1 do nối song song. Từ uh, u1 và z1 các bạn sẽ tính ra được y1 và từ y1 và y2 các bạn sẽ tính ra được y Đấy, quy trình làm bài toán các bạn phải vạch uh, sẵn ra trong đầu rồi thì đây cũng thế thôi chúng ta sẽ có là y2 uh, sẽ bằng v1 chia cho r2 v1 là bằng bao nhiêu 120 r2 là bằng 8 12 chia 8 là bằng 15 a đó tiếp theo là chúng ta sẽ tính được z2 z2 sẽ bằng y2 à nhầm u2 chứ u2 phức thì bằng y2 nhân với z2 phức y2 là bằng 15 z2 là bằng bao nhiêu z2 đây z2 của chúng ta là chỗ này là y2 đúng không ạ chỗ này y2 chỗ này cũng là y2 tại vì dòng mắc nối tiếp ấy thì bằng nhau mà thì z2 của chúng ta sẽ là r2 cộng z2 Đúng không? Bằng 15 nhân với cả À, 8 cộng 6G và bằng 15 nhân với 8 cộng 6G xong nay các bạn đi đâu hết ấy? mà chả thấy ai học gì cả cộng 90G và bằng xít 23 là bằng 150 nhân e mũ G 36 36,86 độ vô từ u2 các bạn sẽ bằng u1 U1 phức sẽ bằng U2 phức do song song. Đây hai thằng này cũng lại song song với nhau đúng không ạ? Mạch mắc song song thì chúng ta được U bằng nhau. Nên ta sẽ suy ra I1 phức sẽ bằng U1 phức chia cho Z1 phức. U1 phức là bằng cái đống này 120 cộng 90G chia cho Z1 là bằng R1 G à, trừ đi 1 là bằng 5 trừ 5G. Đúng chưa? Và bằng chia cho 5 trừ 5g là bằng 3 cộng 21g có y1 và y2 các bạn sẽ tính ra y ship 23 được là 15 căn 2 Nhân em muốn 81,86 độ ampe và chúng ta sẽ tính được y y sẽ bằng y1 cộng với y2 sẽ bằng y1 là bằng 3 cộng 21G cộng với 15 và bằng 8 cộng 21G và bằng c 23 18 cộng 21G chứ Ớ, sao lại cộng 3 cộng 21G Ớ, chỗ này là cộng 15 à. đây 3 cộng 21g cộng với 15. Và 18 cộng 21g nhá và bằng 123. À 27,65 nhân e mũi g 49,39. Đó. Thì xem đáp án. Bốn đáp án, đáp án nào có đáp án này thì khoanh. Không có thì thôi. À nhầm kiểu gì chả có. Nói chung là có đáp án này thì khoanh. Được chưa? Và giải thích nó ra, giải thích như chị giải thích ấy. Không khác gì cả nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần 2. Tính V2 đúng không ạ? V2 thì chúng ta lại kiếu 2 thôi. Ok chưa? Chúng ta có được kiếu 1 đúng không ạ? Chúng ta có kiếu 1 rồi thì chúng ta sẽ tính được kiếu 2 thôi. À nhầm chúng ta có y rồi thì chúng ta sẽ tính được Đấy nhá. Y phức là ngần này thì y thực nó ra ngần này nhá. Rồi từ V2 đổ đi là nó giống như bài trước rồi. Thì chị cứ chữa thôi nhá. Thì vòng một cái. Đây là y1 này. Thì y phức y trừ y2 V2 thì sẽ là trừ y1 nhân x1 này. Cộng y2 nhân r2 bằng 0. Suy V2 phức thì sẽ bằng V2 phức thì sẽ bằng trừ y1 phức nhân x1 cộng y2 phức nhân r2 và bằng y1 phức là bằng bao nhiêu? y1 phức là bằng đây 3 trừ đi 3 cộng 21 g này nhân với x1 xì một chúng ta là xì một đúng không ạ chỗ này phải là xì một nhá trừ đi trừ đi xì một à nhầm à, zc sẽ bằng trừ gxc đúng không ạ thì chỗ này phải là trừ của trừ xì một nhá đúng chưa hiểu không hiểu chỗ này không đây chị làm lại cho mình xem viết Z đi cho nó đỡ dễ đỡ nhầm chắc bạn sẽ được là trừ V2 đúng không ạ trừ V2 phức trừ đi Y1 nhân với ZC đúng không ạ cộng Y2 nhân với R2 bằng 0 đúng không ạ thì suy ra V2 thì sẽ bằng là Y2 nhân R2 trừ đi Y1 nhân với ZC đó, bạn nào không nhầm bọn này bạn nào mà nhầm chỗ này này thì bạn ý cũng sẽ tính sai luôn i2 nhân với r2 trừ đi i1 nhân với trừ gxc ok chưa ZC xem bằng trừ gxc nhá và bằng r2 i2 là bằng 15 này 15 nhưng r2 là bằng 8 trừ đi i1 i1 của chúng ta là bao nhiêu nhỉ là 3 cộng 21 cộng 21 g nhân với trừ đi g của x 1 là bằng 10 à, là bằng 5. Ok, vào bằng. Và. 15 nhân 8 trừ đi 3 cộng 21 g nhân với trừ 5 g và bằng 15 cộng cộng 15 g và bằng ship 23 và bằng 21,2 e mũ g 45 vô Ok chưa? Đây là phức nhá, còn thực thì nó sẽ ra số này. Giờ các bạn quen rồi chị không biết lại nữa, chị cũng suy ra nữa. Đó, các bạn ok bài này chưa ạ? Đến phần này ok chưa Và phần uh, SO các bạn tính bình thường thôi. Ờ ừ, đến chỗ này các bạn ok chưa ạ? Alo. Lại chuẩn bị đi ngủ hết rồi đấy. Rồi câu C tính F thì tính như bình thường đấy nhá Đầu tiên tính P toàn mạch Lại đếm thôi Lại đếm à, 1, 2 đúng không? hai điện trở đúng không ạ? Thì sẽ bằng Y1 bình phương nhân R1 Cộng Y2 bình phương nhân R2 Được chưa? Tính P toàn mạch thì ra bao nhiêu nhỉ? Y1 là 15 căn 2 bình phương nhân R1 là bằng 5 cộng với I2 là bằng 15 nhân 8 15 bình phương nhân 8 Đó, các bạn ra kết quả nhé à, tiếp theo quy toàn mạch lại đếm 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 theo mấy thành phần 1 2 3 3 không đúng không ạ là y bình phương nhân x trừ y 1 bình phương nhân x 1 cộng y 2 bình phương nhân x 2 đó thì trừ lên này do nó có tụ nên chị trừ còn đâu cuộn dây thì chị cộng thì sẽ bằng y tổng là ra là 27,65 bình phương nhân với x là bằng bao nhiêu nhân với x là bằng 1 trừ đi y1 là bằng bao nhiêu ta y1 là bằng 15 căn 2 chắc cả bình phương nhân x1 là bằng bao nhiêu x1 là bằng 5 cộng với y2, y2 là bằng 15 nhân với xc 2 bằng 6. 15 bình phương nhân 6. Đó. Các bạn tự bấm nhá. Chúng ta sẽ ra S toàn mạch, S toàn mạch sẽ là căn của P toàn mạch. Bình phương cộng quy toàn mạch bình phương. Rồi, và câu D, chúng ta sẽ có từ S chúng ta sẽ ra U thôi. U sẽ bằng S chia cho y. Và S chúng ta biết rồi. Tăng xuống đây, chia cho y. Y tổng là bằng bao nhiêu? 27,65. Đó. Oh, chữa đến đây thôi nhá mệt lắm rồi oh. nào xong chưa ạ và các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ Ok cảm ơn các bạn nhé Thì tuần sau chị sẽ bắt đầu khóa kỹ thuật đi. À đâu nhầm Thứ um... Rồi, tuần sau đi À không Tuần bao nhiêu các bạn thi nhỉ Còn 2 uh, hai tuần nữa hai tuần nữa là thi đúng không Thế chúng ta tổng là còn 3 tuần nữa Ồ oh, thế tôi um, thứ bảy tuần này bắt đầu chị sẽ bắt đầu khóa kỹ thuật điện tử um, chính À nhầm kỹ thuật điện chính Thì um, bạn bạn nào đã đăng ký nhé Thì chú ý cái lịch học của các bạn thì chị sẽ dạy tăng buổi lên cho các bạn nhé và để sao cho các bạn kịp cái chương trình thi. Ok, cảm ơn các bạn hôm nay đã đón xem nhé.